cô chị cái điện thoại chị xem màu nó có được không. Cái màu nó cứ ảo diệu của gì cao quá. Nhìn trên này nó bình thường quá. Nhìn cái màu là ảo quá đó chị ạ. Thôi xong. Để thử cái màu khác nhá. Được không? Sao nhìn nó ảo thế nhỉ? Đấy. Xem nào. Nhưng mà mọi người xem trên điện thoại. Trời ơi, thầy sắt này xinh quá mà em dùng cái app như cái dở hơi biết bơi ấy. Khéo lại phải thoát ra vào lại rồi. Mọi người ơi, có ok không nào? Thôi dùng cái này đi. Đẹp quá, xe này đẹp quá. Chị gái nào đã tham gia livestream rồi để lại cho em xin một chấm để em biết là mọi người đang xem livestream nhé. Đầu livestream hay là tặng quà đầu livestream đi cho nó phấn khởi là có chơi. Em có ít hàng lẻ sai em xả luôn nhé chị luôn nhé. Chấm bài viết và chia sẻ livestream cho em đi, em tặng quà đầu livestream nào. Cái này có ok không? Các chị ơi, màu này có ok không nào? Mọi người nhìn có nhỏ, có rõ không nào? Chào chị, chào tất cả chị gái nhá, chào chị Tủ Nhựa Thảo Trung này, em chào chị Diễm Hà nhá, chào chị Ngốc Quá Khờ nhá, chị gái là, ô chị, à cái gì nhở, chị Ngốc Quá Khờ, chị ở đi Đài Loan rồi à, chị đi Đài Loan rồi à, chị gái đang nhìn thấy em rồi, chấm hộ em, áo đang mặc xinh vãi chưởng luôn này, rẻ lắm, có mấy chục nghìn thôi, được chưa, mấy chục nghìn hay là tặng quà đầu livestream, mẫu nào có ít ít đưa chị tặng đầu livestream đi cho mọi người chơi livestream đi. Em tặng quà đầu livestream đi. Ô cái áo này sao vẫn còn ở đấy? Áo này hôm trước chị nhớ là mọi người tranh nhau mà nhỉ? Đây rất là nhiều áo xinh này, em tặng đầu livestream đồng giá 49.000 cho mọi người chia sẻ livestream cho em nhé. Đồng giá 49.000. Chẳng có mẹ nó rồi. Anh ạ. Đang ngon. Đéo chiều này lên 200 người xem. Bên nhóm. Chán thế. Chị gái nào đã tham gia livestream rồi chấm bài viết và chia sẻ livestream cho em đi nào, em tặng quà đầu livestream này. Ủa thế nhỉ? Quà live của nick nào nhỉ? Máy. Máy máy đi, không nhắn tin cho chị ấy bảo là. Nhưng mà sợ vừa ấy xong lại vào lại chặn sao? Cái này nó không nhập mật khẩu. Đợi em tí, đang bị chặn livestream bên máy này rồi. Vừa bị chặn. Không bị chết bao gì cả. Yeah. Ừ đúng rồi. Nó văng rồi. Nó văng rồi chẳng còn văng. Chị bài đã duyệt đồng rồi. Chia sẻ livestream đi em, quà tặng quà đầu livestream đi, kéo này tặng đầu livestream đồng giá 49.000. Các chị ghi là gì đây? Bộ từ hôm nay cái gì cái gì xinh, thề bộ này xinh kinh khủng luôn. Các chị ạ, không phải em không bán cái hàng bộ này, thật sự là bộ này rất là hot trên thị trường. Các chị nhá, bộ này rất là hot trên thị trường nhưng mà em không có, em đợi đến giờ phút này em mới bán, bởi vì làm sao ạ? Bởi vì trên thị trường hàng form nó rất là bé.
cái bé nhân viên nhà em nó mua mà có bé tí theo teo ấy, có 40 mấy cân thôi mà em mặc nó nhìn nó bó sát sẵn sàng em không có bán. Form này nhà em 60 cân vẫn vừa, form to đẹp các chị luôn, 1XX nhá, yên tâm chất bao đẹp. Bác nào mua bộ tăng nhà em thì biết rồi, hôm nay gì cái gì cũng xinh này. Cái váy len này các bác ơi, cơ hội cuối cùng để các bác săn cái váy này, cơ hội cuối cùng để các bác săn cái váy này với giá 190. Hết sạch màu be rồi, hết sạch màu be rồi, trưa nay em like 5 màu, bây giờ chỉ còn 4 màu nữa thôi. Đây, trưa nay có xem cho các chị xem tin nhắn đấy ạ. Xem tin nhắn là người ta đang xỉ là 210 và người ta nhờ em Thanh Lý em bán 190. Mọi người chia sẻ live stream cho em đi ạ. Hôm nay gì cái gì cũng rẻ, gì cái gì cũng xinh luôn này. Váy này đẹp chưa các chị ơi? Váy này rất là đẹp luôn cho em nhé. Chấm bài viết và chia sẻ live stream của em cái. Các chị chấm bài viết và chia sẻ live stream của em cái. Gì hôm nay cái gì cũng xinh. Áo đang mặc mấy chục nghìn thôi. Áo em đang mặc mấy chục nghìn thôi vậy nhá. Áo này thì em phải bán là với cái phiên bản ngắn tay thì em phải bán lên tầm 500 triệu rồi. Không thể được. Đã xảy ra lỗi này. Không được luôn. Áo em đang mặc 99.000 đồng thôi. Tí nữa em bán sau các chị nhá. Hàng dài tay, hàng ngắn tay em đã bán là 89.000 rồi. Đây là phiên bản dài tay nhá. Thôi các chị ghi em là gì đây ạ? À? Em tặng đầu livestream em cắt hết ra đi. Ôi trời ơi, cái áo đẹp này, đồng giá 49.000. Được chưa ạ? Em tặng đầu livestream này. Trời ơi, cái áo này mặc với cái châm váy này thì thôi đỉnh của chóp luôn. Hôm nay nhận được hàng nhà chị vừa, hàng đẹp lắm, em cảm ơn chị Thúy Xoài nhá. Trời ơi, một cái áo len này, được chưa? Em tặng đầu livestream đi. Hoan hỉ nhá. Bên kia của em đang bị chặn livestream rồi. Em tặng đầu live stream để cho mọi người chia sẻ live stream nhưng bên kia bị chặn live stream rồi. Hoan hỉ của em chưa? Xin này. Một lần về trang cá nhân này. Các chị nghe rõ không em này? Một lần về trang cá nhân. Các chị đợi em tí. Một lần về trang cá nhân ở chế độ công khai. Hai lần trên hội nhóm lớn. Tổng số lượt chia sẻ giúp em 3 lần là ok. Đã là hiện lên danh hiệu người chia sẻ, nó sẽ hiện lên chữ đã chia sẻ lên, các chị yên tâm. Những chị gái nào mà đã chia sẻ cho em, nó sẽ có logo chia sẻ lên này, em chỉ đọc cho những người đã chia sẻ cho em. Em xả len đồng giá các chị nhá. Tặng các chị đầu live stream 49.000 cho cái áo đẹp như thế này. Này, đứng gần các chị xem đẹp chưa? 49.000. Mọi người chia sẻ live stream em với nhá. Mặc với cái châm váy này. Mua cái áo này thì tí nữa nhớ mua kèm thêm cái châm váy này cho em luôn nhá. Được chưa? Áo này đẹp quá các chị ơi. Chia sẻ live stream cho em đi à. Em đợi đúng 1 phút nào. Hoan hỉ gọi nhá. Không tặng này, các chị nhá. Tất cả chị gái nào em tặng quà, em ghi bình luận. Và hôm nay em chỉ like đúng một máy thôi. Hôm nay em chỉ like đúng một máy nên là cơ hội trúng quà của các chị rất là cao. Nhanh tay chia sẻ live stream cho em nhá. Nhanh tay chia sẻ live stream cho em. Và em sẽ ghi bình luận của các chị. Em sẽ ghi bình luận bác nào được đọc tên bác ấy được. Các chị check vào trang cá nhân của người đấy. Nếu như không chia sẻ cho em thì em xin phép là hủy quà tặng cho cái người mà phát hiện người đấy không chia sẻ. Ví dụ là thích cái áo này quá chẳng hạn. Đấy, các chị thích áo này quá mà em tặng cho người khác thì ấn vào cái trang cá nhân của người đấy xem. Nếu không chia sẻ cho em tặng cho cái người mà phát hiện ra không chia sẻ cho em. Ok chưa? Một lần trên trang cá nhân ở chế độ công khai và hai lần trên hội nhóm lớn. Các chị có hỏi là tại vì sao Nhung ơi, chị chia sẻ rồi mà không đọc tên nhá. Tại vì mà hoặc là nó không hiện lên cái danh hiệu người chia sẻ bởi vì các chị không chia sẻ ở chế độ công khai. Điều quan trọng các chị phải chia sẻ chế độ công khai. Thả tim thả like hộ em cái nào. Thả tim thả like hộ em tại cái live stream này, sau đó bắt đầu chốt đơn luôn. Được chưa? Em tặng cái mã đầu tiên đẹp quá trời luôn. Ghi em là gì ạ? Áo lơ 49k kèm số điện thoại. Tất cả phải ghi kèm thêm chữ 49k để nhân viên mai nhà em biết là chốt với giá 49k, không là auto 180 đấy các chị nhá. Áo lơ 49k kèm số điện thoại. Và bác nào được tặng quà chụp ảnh màn hình cái phần em ghi bình luận và inbox cho bên em. Được chưa? Hoặc các chị mua kèm thêm một sản phẩm nữa để bên em gọi điện chốt đơn. Còn một chiếc em vẫn đi đơn bình thường, nhưng với điều kiện các chị phải chuyển khoản trước. Bởi vì các chị săn được cái áo 49.000, các chị không tiếc đâu. Nhưng mà các chị tiếc 30.000 tiền ship, khéo lại còn bom em nữa. Đấy, được chưa? Thế đã ok chưa ạ? Nhá, ghi em là gì ạ? À? Ghi hộ em là áo lơ 49k kèm số điện thoại. Áo lơ 49k kèm số điện thoại. Áo đang mặc 99.000, tí em tặng sau. Áo lơ 49k kèm số điện thoại. Áo này đẹp quá các chị, mà em chỉ ước các chị không chốt.
ấy thôi, để em giữ lại em mặc đấy, thề luôn đấy. Bác nào mà không may mà không đi cái áo này là em giữ lại, chắc chắn em giữ lại em mặc với cái chân váy này cho em này. Áo lơ 49k kèm số loại. Mẫu này các chị ghi là áo môi này, áo môi 49k, hàng mới nha, em không bán hàng xì. Những mẫu này là có một chiếc em bị bom về em tặng cho các chị được chưa? Những mẫu này là có một chiếc em bị bom về em tặng cho các chị luôn, được chưa? Áo lơ 49k cho chị Trịnh Như Tuyền này, comment đầu tiên được chưa? Chụp ảnh màn hình inbox cho bên em ghi bình luận này, được chưa? Áo môi trời ơi, đỉnh của chóp luôn, 49.000. 49.000 cái chữ môi này nó theo trực tiếp trên áo, đẹp quá. Áo môi 49k, căn bản là em đang mặc với cái chân váy này này. Đây là rơi với cái gì nó cũng đẹp cơ, đúng không chị ơi? Áo môi 49k kèm số điện thoại, nhanh tay cho em tiếp này. Mẫu này các chị ghi là gì ạ? Mẫu này các chị ghi là thủy thủ hồng. Thủy thủ hồng 39.000, thủy thủ hồng 39.000, được chưa? Áo môi bộ nhung còn tí nữa em sẽ bán sau. Áo môi trời ơi, sao mà chị Trịnh Như Tuyền nhanh thế nhở? Toàn thấy comment của chị ấy thôi. Các chị phải tương tác thật nhiều vào, thả tim thả like, tương tác thật nhiều vào. Hầu như là livestream nào bây giờ, livestream nào em cũng sẽ tặng quà. Nên hôm nay không săn được thì kiểu gì ngày mai cũng sẽ săn được, được chưa? Chị Bích Bùi một áo môi 49k, chụp ảnh màn hình của em ghi bình luận vào rồi, được chưa? Các chị yên tâm nhá. Ghi hết bình luận vào rồi, được chưa? Mẫu này các chị ghi là thủy thủ hồng 39.000. Thủy thủ hồng 39.000, em đọc giá tiền nó khác đi một chút để các chị không kiểu là các chị comment nó không đoán được luôn, được chưa? Tiếp này, mẫu này. Đỉnh của chóp chưa? Một kéo háng bẻ cổ cho em. Mẫu này các chị ghi là gì nhỉ? Đẹp chưa? Áo háng đen 49k kèm số điện thoại, áo háng đen 49k kèm số điện thoại. Đẹp chưa? Hàng mới của em nha, em không bán hàng si đâu. Chỉ có đúng một chiếc để em tặng đầu livestream thôi. Thủy thủ hồng cho chị Tuyết Kiều. Bác nào comment trước được trước. Tương tác thật nhiều vào. Các bác phải tương tác thật nhiều vào thì các bác mới săn được. Đừng hỏi tại sao là Nhung ơi, trên livestream là chị nhìn thấy gì nhở? Chị comment trước mà sao em đọc tên sau nhá. Tại vì các chị em tính theo máy chủ được chưa các chị ơi? Em tính theo máy chủ này. Ôi cái áo này này, năm ngoái em bán ở shop đúng 180.000, à 160.000 phiên bản ngắn tay này các chị ơi. Mẫu này các chị ghi là gì nhỉ? Áo tím kèm số điện thoại. Áo tím kèm số điện thoại rất là trẻ, mặc với chân váy đang mặc luôn, 49.000, đúng một chiếc thôi. Áo tím kèm số điện thoại 49.000, nhanh tay cho em này. Một cái áo này chất len rất là dày và đẹp luôn này. Áo hãng của em này, các chị nhìn của em này. Đấy, những cái áo này các chị săn mua này, đẹp chưa? Mẫu này các chị ghi là mặt trăng 49k kèm số điện thoại này, mặc với chân váy này quá đẹp luôn. Mặt trăng 49k kèm số điện thoại. Áo áo hãng đen cho chị ngốc quá khờ. Áo hãng đen cho chị ngốc quá khờ. Mặt trăng 49k kèm số điện thoại này, đẹp quá. Mặt trăng 49k. Siêu phẩm đỉnh của chóp lốt, tặng lốt cho chị cái áo này nhá, tặng lốt áo này đi. Này em sờ pin vào cho chị luôn này. Đẹp chưa? Sờ pin vào cho em đỉnh của chóp luôn. 49.000, áo kẻ trắng 49k. Bác nào chia sẻ em mới đọc tên đây này, chị Hiền Bùi chưa chia sẻ luôn này. Chị Hiền Bùi chưa chia sẻ luôn này, áo tím cho chị Bảo Nhạn đã chia sẻ. Áo tím cho chị Bảo Nhạn đã chia sẻ. Mọi người, đây là chị Yến Vân cũng chưa chia sẻ luôn này. Đây các bác cứ vào comment nhưng không chia sẻ là em không đọc tên đâu. Mặc dù em thấy các bác comment đầu tiên nhưng mà em không có đọc tên được ạ. Cái áo này không mua thì đừng nên mua áo nào nữa các chị ơi. 49.000 mặc vào nó ôm vào người nó co giãn nhá. Mặc vào cẩm kinh khủng luôn này. Này, đẹp chưa? Chất bao đẹp luôn. 49.000 em tặng lốt áo này, 49.000 kết thúc nhá. Mặt trăng cho chị nào? Mặt trăng cho chị Minh Ngọc đi. Mặt trăng cho chị Minh Ngọc đã chia sẻ này. Chị Minh Ngọc rất hay được quà luôn đấy. Rất là kiểu là tương tác nhiều nó sẽ hiện lên. Chị Minh Ngọc ít nhất là 3 lần được quà rồi. Mẫu đấy, một chiếc cuối cùng, một chiếc cuối cùng. Ấy thả tim thả like, hôm nay không xin phấn lộ đâu nên là bác nào đừng thả phấn lộ. Áo đang mặc có đúng 30 chiếc em tặng đầu livestream 99.000. Áo này phiên bản ngắn tay em đã bán là 89.000. Bác nào mà chưa săn được quà, được chưa? Bác nào chưa săn được quà hôm nay chốt cho em cái áo này, đỉnh của chóp luôn. Đeo thêm cho em một cái túi sách nữa, một cái set các chị công sở các chị mặc đi làm cho em, kết hợp thêm một chân váy đang mặc luôn. Mặt trăng chốt rồi đúng không? Còn cái áo kẻ trắng nữa thôi, kẻ trắng 49.000, chồng áo thì đang mặc lên đi. Áo kẻ trắng cho chị Nhung Nguyễn đây này. Áo kẻ trắng cho Nhung Nguyễn này.
Ok này, đúng chưa? Hết nhá bạn nhá. Áo này mà có đúng 30 chiếc. Áo này không lợi nhuận. Đây là mã sản phẩm bán tặng đầu livestream để cho các bác chia sẻ livestream. Em xin phép bán tặng đầu livestream với giá là 98.000 đồng. Các chị ghi hộ em là gì ạ? Mẫu này là mã ngắn tay em bán là 89.000 rồi đấy. Đây các chị nhá, rất là đẹp luôn, mặc set này rất là trẻ luôn cho em. Nhìn thấy thôi nhưng mà nó co giãn trong khoảng cân nặng 40 đến tầm 60 cân là mặc vừa. Ghi em là gì ạ? Mã này các chị gọi cho em là mẫu này các chị gọi cho em là A2 kèm màu kèm số điện thoại. A2 kèm màu kèm số điện thoại. Em có hai tông màu, em có màu đen và màu be. Mã này em nhập rất là ít bởi vì em xác định mặc bán tặng đầu livestream nên là em không lợi nhuận nên em về rất là ít cho các chị luôn, được chưa? Mẫu này phiên bản ngắn tay siêu đẹp luôn, em tặng các chị 98.000 đồng. Mã của nó là A2 các chị nhá. Comment rõ em là A2 kèm màu kèm số loại, hai tông màu. Có rất là ít luôn cho em. Chỗ này em có đúng 30 chiếc không có nhiều. Em trồng màu trắng trước. Em cho màu trắng trước. Đừng bây giờ các chị đừng ghi là áo đang mặc, ghi em là A2 các chị ơi, không phải là kẻ 99k hai cái mà ghi em là A2. A2 kèm số điện thoại, không là kẻ trắng là nhầm với cái mã tặng vừa nãy đấy. Đây các chị ơi, rất là xinh mặc với chân váy này. Các bác nhìn em cái bụng của em này. Em đang bầu nhá. Em đang bầu gần 7 tháng rồi mà các chị nhìn em này. Nhìn vào rất là gọn người đúng không các chị ơi? Lời khuyên chân thành các chị mua cái áo này đi, có mấy chục nghìn trong một cái áo thôi. Hôm trước nhận được lụa đẹp quá lại biết thế mua vài bộ. Trời ơi thấy chưa? Các chị thấy tiếc chưa? Em đã bảo là mua đi. Đằng nào tiền ship là 30.000 rồi, xong là lần sau lại không có đâu. Thôi bắt đầu chốt A2 nha, chị An Nhiên em chốt đơn, chị Huyền em chốt đơn, chị Hoàng Anh em chốt đơn, chị Diễm Hiếu em chốt đơn. Ai lấy A2 chốt em là A2 đi, màu nào rất là xinh, chị Bích Ngọc em chốt đơn. Có 98.000 đồng thôi. Đây các chị ơi, cái set đồ cho em. Đã là mua cái chân váy này nhà em thì biết rồi, em chuẩn bị cho chị hàng Việt Nam cái chân váy hàng Việt Nam. Chị Bích Ngọc em chốt đơn, chị Minh Minh em chốt đơn, chị Sunny em chốt đơn. 60 là áo này trong khoảng cân nặng là ok, chị San Chi hai màu em chốt đơn, chị Bảo Nhạn em chốt đơn. Trong khoảng cân nặng là 40 đến tầm 60-62 cân là mặc vừa, em sẽ mặc các chị màu đen. Thì Trần Hồng Nhung lên số điện thoại. Đây này, chân váy em mặc nha. Các bác cứ comment A2 là sẽ có đơn. Mã này xác định là không lợi nhuận. Các chị có thể tua lại livestream cách đây tầm tháng rưỡi. Cái phiên bản ngắn tay đến đây rất là nhiều nhà bán rồi, nhưng mà dài tay thì chưa có đâu, đúng không các chị ơi? Bản thân em bán ngắn tay 89.000 còn không có hàng, đủ hàng để trả các chị luôn. Mà một cái áo phiên bản dài tay em bán là 98.000 đồng. Xác định mã này chỉ gọi là bán câu view đầu live. Đầu live stream lúc nào cũng auto rẻ và đẹp để cho mọi người chia sẻ live stream cho em thôi. Còn nếu như mà để mà bán áo này thì em phải bán là 115.000 cơ các chị ơi. Nhá, chân váy đây các chị ơi. Chân váy em đang mặc là có hai loại. Màu em đang mặc là hàng tàu. Em đang mặc hàng tàu các nhá. Đây em đang bụng bầu này. Các chị nhìn của em này, nhìn ngang này, thấy chưa? Nhìn thẳng vẫn ok la đúng không các chị ơi? Em có màu này các chị ghi em xin lỗi, hàng này của em là hàng Việt Nam. Hàng Việt Nam nhá. Đây, hàng Việt Nam thì chất của nó sẽ mỏng hơn và bên trong của nó cũng có lót nhưng mà nói chung là chất nó mỏng hơn. Còn hàng tàu, em đang mặc là hàng tàu thì nó sẽ dày và nó xòe hơn. Hàng tàu em bán là 140, còn hàng Việt Nam thì em bán là 115.000. Các bác muốn mua hàng nào em cũng đều phục vụ luôn, được chưa? Có như thế nào thì em nói livestream thế và nhận hàng, các chị bóc hàng ra kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em. Đấy, ai lấy chân váy tàu các chị ghi là chân váy tàu, còn chân váy Việt Nam ghi là chân váy Việt Nam. Chân váy em có hai tông màu, em có màu lâu và em có màu đen. Hai tông màu lâu và đen nhá chị nhá. 467 chị gái cho em xin nút thả tim thả like, em chuẩn bị tặng thêm một sản phẩm nữa nhá. Cho em xin nút thả tim thả like để em kéo tương tác nữa chơi. Ui dồi ôi, quá trời A2 rồi. Chết rồi, khả năng là hết hàng A2 nha. Em xin phép là mặc sang màu đen đi các chị, chuyển sang màu đen của em nhá. Mai hết màu trắng đi, chuyển sang màu đen cho em với. 490 chị gái cho em xin nút thả tim thả like đi xem nào. Để kéo tương tác, là mấy hôm nay tương tác đi vào lòng đất lắm luôn các chị ơi. Em mặc các chị màu đen này, màu đen rất là xinh. Có bao tiền 98.000 đồng luôn. Đố các chị nào, trời ơi màu đen rất là đẹp. Màu đen này các chị ơi, màu đen này. Đấy, ví dụ mai không, bác nào mà đậm người. Cái à. Eo ơi thề. Mất mạng rồi à? À được rồi, được rồi. Làm ơn đừng mất mạng đi nào, 500 người xem mà mất mạng thì vãi chưởng luôn. Tụt hết view rồi. Ôi. Các chị ơi, mạng có ok không? Đỡ chưa, đỡ chưa, đỡ chưa? Tụt dư view rồi. Tụt view rồi. Chán đời. Tụt luôn 100 người xem luôn, sợ chưa? Mọi người ơi, mạng có ok không ạ? À? Em vừa thấy nó bị mất mạng một phát là tụt của em 100 người xem luôn. Em đưa điện thoại chị xem có ok không? Vừa đứt à?
Mọi người ơi, vào lại em cái đi xem nào. Chân mày tàu 55 cân thôi chị ơi, 55 cân thôi, màu đen màu be này. Thôi các chị ơi, vào lại của em nhé, vào lại của em cái. Vẫn đang xem bình thường à, ok. Em vừa thấy nó là đang kết nối mạng là thôi, em bảo là thôi xong con ong rồi, biết ngay rồi. Còn đi ra ngoài nhá, mẹ đang bán hàng. Đây, các chị nhá, A1, A2 kèm số điện thoại. Nhưng mà phải nói là công nhận màu be đẹp thật. Màu be đẹp, nhìn nó trẻ luôn. Đấy, nấy mất giờ bây giờ mới xem được. Ok, em sẽ mặc lại cái màu be cho các chị vừa mới bị mất mạng nhá. Em mặc lại cái màu be các chị nhá. Cái này là quà tặng đầu livestream. Đúng rồi, các chị ơi, thoát ra và lại thôi. Chứ bây giờ là ổn rồi đúng không các chị ơi? Ổn rồi, em quên mất, em không cúng mạng đầu livestream các chị ơi. Em quên không cúng mạng đầu livestream. Cứ hôm nào mà em lên được view thì auto mất mạng này, màu be các chị ơi. Đấy, em mặc lại đầu livestream cho bác nào mà đầu livestream chưa chốt được, em tặng các chị luôn nhá. Ừ, nhưng mà nó tụt hơn 100 người xem nhìn tiếc ấy ạ. Nhá, một đây các chị nái này, sơ vin vào cho em rất là ok các chị ạ. Nhìn sơ vin vào cho em rất là ok, hoặc là em mix với cái gì à, chân váy đi em ơi, chân váy tàu đi. Chân váy tàu 4 màu của chị không, cái chân váy 112.000 đấy ở dưới nhà. Đợi em một tí em sẽ mix với cái chân váy dài. Đợi em một tí nhá. Các chị ơi để này cho em này, trẻ ơi là trẻ nhá. Em có 29 tuổi rồi em mặc vẫn rất là ok. Các chị nha, lên là các chị yên tâm, không trên 30 tuổi mặc vẫn được. Không hề bị gọi là trẻ quá. À không hề gọi là, đúng rồi. Phải nói là không hề là bị trẻ đâu. Các chị mặc vào nhìn nó sẽ trẻ, nhưng mà ý bảo là không phải là kiểu là các chị trên 30 tuổi mà mặc vào nhìn nó trẻ con các chị nhá. Màu nào rất là xinh. A2 kèm màu kèm số loại, check hàng thoải mái trước khi thanh toán. 40 đến tầm 60 62 cân mặc vừa. 98.000 đồng, rẻ hơn cả chữ rẻ luôn. Đây, rẻ hơn cả chữ rẻ. Đây này, bầu bí vẫn mặc ok luôn cho em này. Thả xuống các chị nhìn nó rất là gọn người. Ở phần dưới nó là bo chun. Các chị nhá, ở phần dưới nó là bo chun. Các chị chấm bài viết cho em đi, em tặng các chị thêm một cái mã này nữa cũng rất là xinh. À thôi, xin phép bán lốt mã này đi đã. Mã này hôm trước có bác nào chưa chốt được không ạ? Em còn chỗ này của em còn tầm chục con nhá, hay là thôi khỏi mặc nhá. Áo này 219.000, hôm trước bác nào chưa chốt được thì chốt được em. Mã này là các chị ghi là Carian gì nhỉ? Carian Cúc các chị ơi. Carian Cúc nhá, em còn ít thôi. Em like nhanh nhá. Carian, em xin lỗi, Carian túi. Carian túi Tết. Ghi em là Carian túi Tết 219.000. Ok các chị luôn nhá. Ấy, mọi người kéo lại view em cái em, hay là các chị muốn lên cái gì? Bây giờ các chị muốn lên bộ hay là muốn lên cái gì nào? Chân váy là hàng Việt Nam là 115, còn hàng tàu em mặc là 100 bao nhiêu nhỉ? 140.000 chị ơi. Gần Tết rồi các chị chơi hàng tàu cho nó xuống các chị ơi. Gần Tết rồi các chị ạ. À, nó tranh nhau bảo là ôi má ơi. Đứa nào lấy màu đen vậy? Biết thế rồi. Tiếp này các chị ơi, mẫu này rất là xinh luôn cho em này, xinh chưa? Mẫu này em bán số lượng phải trên 500 chiếc rồi, lòi điêu mất lộc đấy nhá. Trên 500 chiếc rồi, bình thường em bán giá rất là cao, bây giờ còn tầm hơn chục con em thanh lý nốt. Ghi là Carian túi kèm màu kèm số loại 219.000 đồng. Các chị mua bây giờ không mua thì đừng hy vọng là Tết có hàng đẹp mà mặc. Đừng hy vọng Tết có hàng đẹp mà mặc các chị nhá. 40 đến tầm 62 cân mặc vừa. Túi này rất là sang và xinh luôn. Em có màu em mặc các chị ghi em là màu cam. Em có màu này các chị, em xin lỗi, màu này các chị là màu rêu. Em có màu này các chị là màu cam. Màu trắng em có duy nhất một chiếc. Màu trắng em có duy nhất một chiếc. Em còn sót thôi. Còn bao nhiêu người ta thanh lý rẻ cho em rồi thì kiểu là còn màu gì em bán màu đấy. Còn từ trước đến giờ em không có bán màu be. Từ trước đến giờ em không có bán màu trắng. Thế là đâm ra là có đúng một chiếc màu trắng ở đây thôi nha các chị nhá. Carian túi kèm màu kèm số điện thoại 209.000 đồng. Bộ đợi em một tí em sẽ lên nhá chị luôn nhá. Bộ đây, áo này, từ em lên cho các chị cái siêu phẩm này nha. Em bán đến số lượng phải vài, đây ngày hôm nay, riêng ngày hôm nay cũng phải vài chục rồi. À, em xin lỗi, vài trăm rồi các chị ơi. Mẫu này rất là xinh và nhẹ nhàng. Ở đây có bác nào có muốn mua mẫu này không? Áo em mặc là có 3 màu. Em xin phép qua nhanh bởi vì có rất là ít luôn. Các chị nhá, áo này có rất là ít luôn. Em còn có hơn chục con thôi nhưng mà nó đẹp quá. Em không thể cưỡng lại nổi luôn ấy. Các chị nhìn em này, Carian túi Tết kèm màu kèm số loại. Thề danh dự các chị, có những chị khách mua một màu xong lại mua thêm một màu nữa. Gọi là nghiện cái mã này đến như thế là cùng. Và em khẳng định là em bán trên 200, à em xin lỗi, trên 500 chiếc rồi. Em khẳng định là em bán trên 500 chiếc rồi chứ không phải là 1-2 chiếc nữa. Được chưa các chị ơi? Ồ đấy là trang cá nhân của em đấy. Carian túi Tết kèm màu kèm số điện thoại cho em luôn. Em lên lại bảng màu cho các chị luôn này. Màu em đang mặc các chị ghi của em là màu sale.
Em có màu này các chị ghi là màu cam. Và màu này các chị ghi hộ em là màu be. À em xin lỗi, màu trắng. Màu trắng nha, hết hàng em qua mẫu. Mẫu này có rất là ít nên em xin phép qua nhanh. Tiếp này, siêu phẩm áo rút này. Áo này này hot lắm luôn ấy. Chết rồi, chưa rút lên rồi. Áo này các chị sẽ mặc theo kiểu rút rút này cho em này. Mặc rút rút này cho em này. Chuẩn bị cho chị cái áo rút này đã. Hết hàng, áo em nó mặc hết hàng nha. Số lượng có hạn này, rút cái này đi đã. Thôi em đợi em một tí, em sẽ lên áo này các chị nhá. Em lên áo khuy đã. Ở đây có bác nào chưa mua được áo khuy không? Nhanh tay này, nhìn em từng cái thớ vải này. Nhìn em từng cái thớ vải. Bây giờ các chị không mua đừng hy vọng là Tết có hàng đẹp mặc. Bởi vì bây giờ đang rất là dịch. Đúng không các chị ơi, Linh Hiệp đợt này là đóng cửa và đóng cửa rồi. Đấy là cái chợ đầu mối mà các chị có thể mua được hàng nhiều nhất cho em. Mà cuối cùng là bây giờ cũng đã đóng cửa rồi. Thì bây giờ không có chỗ nào để mà nhập hàng nữa đâu. Em lên các chị cái áo này, này. Áo này nhà em siêu đắt hàng. Đây, chất này. Được chưa? Ấy rồi, chặn rồi. Đây. Không thể phát trực tiếp mà. Em tặng các chị với giá là 159.000 đồng. Các chị sẽ mix với chân váy em mặc cũng được. Hoặc là các chị ơi đừng căm hừng túi tên. Em nhìn căm hừng em tiếc lắm ấy. Không về được hàng nữa đâu. Nên là thôi. Áo này thì em bán siêu đắt hàng này chị ơi. Các chị mix này cho em này. Mặc với áo cổ 3 phân sau đó thì mix. Trời. Sao lẹ quá nhỉ. Trời ơi lẹ quá. Đây. Các chị mặc này cho em này. Xong là các chị. Sao lo lẹ thế nhỉ. Tắt hết rồi còn gì. Rồi. Vẫn lè, vẫn lè lắm. Lè quá các chị nhỉ. Mặc cái màu lâu này vào lâu lâu á. Được rồi, được rồi. Màu be thì lại hết hàng cơ. Hay app đi em, app hôm qua xinh hơn à. App hôm qua thì ngồi không phải. Ngồi thì ok. Nhưng mà đứng thì nó lại đấy này. Đây các chị ơi, hôm nay nhận được áo len 159 be. Chất đẹp lắm Nhung ạ, mềm lắm. Em đây. Em ghi bình luận vào các chị ơi, nhìn của em nhá. Các chị nhìn em comment này. Được chưa? Ok chưa các chị ơi? Bỏ app đi à? Em thấy từ hôm em livestream app vào em bán được thêm bao nhiêu luôn ấy. Tắt thay tơ đi. Nhưng mà từ hôm em livestream app là thấy mọi người vào xem nhiều hơn. Như kiểu là nhìn nó xinh hơn hay sao ấy. Các chị gái này. Đây nhá các chị nhá. Áo này xinh chưa? Chất thì bao đẹp luôn. Là kéo thoải mái luôn cho em. 159.000 đồng. Ghi với là áo len khuy kèm số điện thoại. Em không, thật sự là em không định mặc màu be đâu. Ở màu be nhà em đang cháy hàng luôn ấy. Em không biết là mai có bù được màu be không. Mà mặc cái màu lâu sang nó bị lóe quá là em lại bắt buộc phải em mặc màu be. Các chị mặc này cho em xong mix với cái áo phao ghi lê cho em này. Hoặc là mix với chân váy em mặc rất là xinh luôn. Áo này không mua là hơi bị phí cuộc đời luôn. Thật sự luôn. Các chị cứ bóc hàng ra kiểm tra hàng chưa thanh toán luôn. Mẫu này mà cảm tưởng như y hệt như cái chất mà cách đây 3-4 năm rồi em mua cái ở cái shop Vincom mà triệu em mua hơn 400.000. Các chị ạ. Này các em thả dáng ra các chị này. Dáng rất là dài luôn cho em luôn. Được chưa? Ghi là áo len khuy kèm số điện thoại luôn cho em. Áo len khuy này nay cũng nhận được áo len tang. Đấy các chị nhá. Em chưa có đọc mã mà khách nhà em đã comment là áo len tang. Thì các chị chắc chắn là khách đã mua rồi đúng không chị ơi? Đây em ghim luôn bình luận của chị Thảo Xuân luôn này. Đẹp lắm luôn, chất mềm mại mà form thoải mái và ấm nữa. Đấy các chị thấy chưa? Hai khách nhà em feedback liền rồi. Lên các chị yên tâm mà mua cái áo này. 159.000. Đấy các chị sew vin vào cho em rất là đẹp. Và quan trọng bình thường em sẽ mix với cái chân máy này này. Chân máy này thì hôm nay chết rồi màu lâu đâu. Eo ơi cái bọn rời hơi đất hỡi. Chán kinh khủng khiếp luôn ấy. Hôm qua vẫn dặn như thế rồi. Vẫn lấy ở trên mắt luôn. Chân váy này bình thường em có 5 màu nhưng mà hôm nay thì hết sạch hàng rồi. Hết sạch màu lâu và màu đen là cái tông màu em bán chạy nhất. Thì cuối cùng là nhân viên nhà em bảo là giữ lại một cái để em làm mẫu.
thì là nó đóng hết vào đơn rồi. Bây giờ không còn một chiếc nào để dơ của chị luôn. Đây, bình thường là em sẽ mặc thế này và các em sẽ mix với cái chân váy này. Chân váy này các chị biết em bán bao tiền không ạ? 112.000 đồng luôn. 112.000 đồng luôn. Có gì bầu to hơn hơn nhung mặc được á? Em đang bầu to đây chị ơi nhá. Ai lấy mẫu này các chị ghi là áo kèm tang, đợi em tí này em mix với cái chân váy này cho chị luôn này. Bốt em hết hàng à? Nha, em lên bảng màu của chị này. Mẫu này các chị ghi là áo khuy đi, áo khuy kèm màu kèm số điện thoại. Đây các chị mix với cái chân váy 112.000 đồng của em luôn. Em có 5 màu. Màu này các chị ghi hộ em là màu be. Chân váy này em có màu be. Cam kết các chị hàng tàu, hàng Việt Nam, đền các chị một gấp 100 lần. Hôm nay nhận bộ len tăm chất đẹp lắm. Em cảm ơn chị Lê Phương Lê nhá. Màu này các chị ghi hộ em là màu be. Em có màu này các chị ghi hộ em là màu bò. Em có màu xanh, hai cái tông màu là màu lâu và màu đen. Thì em không còn một chiếc nào để mà dơ cho chị, thôi bán trong tưởng tượng vậy nhá. Thôi hoặc là hôm nay em bán ba màu này nhá, buồn quá. Đã dặn nhân viên là giữ lại một chiếc để chị livestream, bởi vì mẫu này ngày nào em cũng bù hàng cơ. Ngày nào em cũng bù hàng mà cuối cùng bọn nó vẫn đóng hàng của em hết đi. Các chị ơi, 112.000 đồng, không giờ không móc đổ đâu ra một cái những màu kia. Cố gắng lấy ở trong đơn thiếu tìm xem các thứ các kiểu có không nào. Này các chị có lại đai to đai nhỏ rất là đẹp luôn. Áo đang mặc là 159.000 đồng. Em lên bảng màu vậy nhá. Áo khuy kèm màu kèm số điện thoại. Em có màu này các chị ghi hộ em là màu be. Màu này các chị ghi là màu đen. Em có màu này các chị ghi hộ em là màu ghi. Màu ghi hôm nay em mới livestream, mọi hôm em không có livestream màu ghi đâu ạ. Màu này các chị ghi hộ em là màu xanh. Và màu này các chị ghi là màu lâu. Đặt không thấy chốt, chị ghi là kiểm tra đơn hàng. Có thể là chị không nghe máy thôi. Chị lên lại số cho em với nhá. Các chị nhớ phải lên số điện thoại cho em. Chân váy em mặc là có hai loại, em có hàng tàu và hàng Việt Nam. Vừa em có livestream cho các chị rồi. Đây các chị ơi, chất này, đây em kéo đi. Đây thế này nhá, thế này đã đủ uy tín cho các chị ơi. Nhận hàng, bóc hàng ra, kiểm tra hàng, cho thanh toán luôn cho em, được chưa? Chất không đẹp các chị hoàn hàng cho em. Đây nha, em kéo thoải mái các chị luôn. Không phải tự dưng một cái áo em bán 109.000 đâu. Nhưng cái áo này này, đây ví dụ như áo này này, vừa lấy siêu hot treo màu be lên của chị, có 98.000 đồng thôi. Mọi người vẫn chốt rất là nhiều. Không phải tự dưng một cái áo này em bán lên 159 đâu. Các chị phải biết là thị trường người ta bán ra ngoài shop không bao giờ dưới 300.000. Với cái chất liệu như này, bởi vì bản thân trước khi mà em bán hàng em cũng đã rất là mua những cái kiểu này rồi. Chân váy em mặc là 3 size ML, 40 đến 55 cân là mặc vừa nhá. Em có màu đen và em có màu lâu ấy nhá. 3 size ML, 40 đến 55 cân. Hôm nay nhận được cardigan tuyết hồng K60 bộ nhung huy hiệu, chất đẹp dã man luôn. Em cảm ơn chị Thanh Hằng nhá. Feedback quá nhiều luôn, quá dài luôn nên là em không đọc được comment, trôi nhanh quá. Em cảm ơn chị Thanh Hằng rất là nhiều luôn nhá. Đây các chị ơi, hơi hộ em sang cái màu ghi này, màu ghi rất là xinh. Khả năng là hết màu be, em xin phép không chốt màu be nữa nhá, tại vì màu be cháy hàng. Em trên livestream em hay mặc màu be nên là màu be khả năng là cháy hàng đó chị gái này. Tắt app đi, bình thường cũng xinh này. Thôi hôm nay thì em thôi các chị để cho em sống ảo lốt hôm nay đi. Hôm mai em sẽ tắt app được chưa? Hôm nay em lại chốt live bằng máy khác rồi, được chưa? Màu áo rất là xinh luôn này. Ghi này, bây giờ em chỉ chốt 4 màu thôi. Em xin phép bây giờ chỉ bộ chốt 4 màu luôn. 2 dây năm mặc có đệm mút bên trong. Em chỉ mặc mỗi cái áo 2 dây này thôi, không mặc một cái gì bên trong luôn. 49.000 nhá. Em có set chip nữa, quên nhất lên cho chị set chip nhá. Em màu ghi này đẹp lắm, màu ghi này rất là xinh và sang luôn này. Mix với chân váy này. Kéo mix với chân váy, em ước gì em có chân váy để em mặc cho các chị luôn. Đây, các chị ơi, mix với chân váy này. Mày có chịu kịp đâu, ngay ở cái chỗ đây. Ơn rời nó đây rồi các chị ơi, ơn rời nó đây rồi. Màu lâu các chị ơi, trời ơi, màu lâu đẹp chưa? Màu lâu. Màu lâu này, chân váy nhá. Nhưng mà tắt app mọi người mới xem nhiều. Mọi người mới mua nhiều. Thôi được rồi, em tắt app nhá. Em tắt app nha, nhưng mà đừng chê xấu nha. Tắt app mà tụt view của em lại bật app đi nha. Xấu quá. Tắt app đi rồi nha. Có xấu không các chị ơi? Đây nhìn chuẩn màu đấy nhá. Sống thật với sống thật. Đấy lại quay trở lại sống thật. Đây màu ghi đẹp chưa? Nhưng mà công nhận là tắt app đi, màu ghi nó đẹp hơn. Màu kia nó hơi nhạt. Đấy các chị kết hợp với chân váy này. Đấy thôi bật cho chị cái đèn lên vậy. Thôi vẫn ok đúng không các chị? Nhá, rất là chiều các chị luôn đấy. Tắt app đi rồi đấy. Giờ của ai người ta like cam thường như em đâu.
Tắt tắt áp đi xinh hơn ha, tắt áp đi tối Nhung ơi à, không xấu à? Không xấu, ơi giời ơi, không xấu là chị bảo là ví dụ như chị bảo xinh hơn thì còn ok nhá. Không xấu nghĩa là các chị động viên em thôi. Không xấu nghĩa là các chị chỉ động viên em thôi, đúng không? Thôi nhá, thôi em like luôn này, các chị ơi, châm váy nhá, đẹp chưa? Màu lâu này các chị ơi. Và màu đen này. Chân váy đai nhá, màu nào rất là xinh luôn. Khuyên Trân Thành nên mua cái chân váy này 112.000 đồng. Em cam kết các chị luôn, áo đang mặc 68 cân vừa thoải mái chị ơi. Đây nhá, em đang bầu này, thoải mái, 75 cân vẫn vừa. Em thả bình thường đấy nhá, em thả bình thường. Đấy, em thả bình thường, các chị nhìn dáng nó rất là dài. Dài, rộng và chất len nó cực kỳ co giãn luôn. Đây, riêng hàng len nhà em các chị nhận hàng, bóc hàng ra, kiểm tra hàng trên toán. Các chị nhá, ai lấy cho luôn áo len khuy kèm màu kèm số điện thoại 159.000. Mặc này xong là mix với áo phao. Áo phao này 248.000 đồng, đúng không? À 245 nhá, 245. Áo đang mặc là 159.000 đồng. Bộ Nhung hôm nay đăng đã bán chưa? Bộ hôm nay em chưa đâu chị ơi. Bộ hôm nay các chị yên tâm sẽ có nhiều. Thế à, tắt áp đẹp hơn nhá. Nhưng mà bây giờ người ta toàn like áp rồi mà các chị. Xinh chưa? Rồi cái set đồ này. Đấy, em chủ yếu là các chị mặc này. Hôm nay trời nó rất là lạnh đúng không chị ơi? Hôm nay trời nó rất là lạnh, các chị diện cho em cái set đồ này. Cái áo này chất không đẹp thì thật sự là không có một cái áo nào chất đẹp hơn nữa. Chân váy đai 65 cân vừa thoải mái chị nhá. Đây này nó có cái dây đai này điều chỉnh này chị này. Eo to nhỏ kể cả bụng như em mặc vẫn vừa, nhưng mà em mặc nó là bụng nó hơi bị lồi lên nên là em không trôi vào đâu. Còn bình thường mặc vào nhá, nó sẽ có những cái lớp điều chỉnh này. Các chị bụng to thì sẽ điều chỉnh theo lớp. Đằng sau của nó là chun co giãn. Đằng sau của nó là chun co giãn nên là bụng to bụng nhỏ thoải mái luôn cho em, được chưa? Chân váy này em cam kết các chị 75 cân vẫn vừa. Mẫu này các chị ghi hộ em là chân váy đai. Còn mẫu em đang mặc các chị ghi hộ em là chân váy tàu. Cái này là 140. Cái em đang mặc là 140 nhá. Đấy, em lên cho các chị luôn này. Từ từ em mặc cái áo này đã rồi em qua mẫu sau. Mẫu này các chị ghi hộ em là P1 kèm màu kèm số điện thoại. P1 em chốt tại livestream với giá là 245.000. Bác nào mà thích kiểu là bánh bèo như em, bồng bềnh như công chúa thì mặc theo cái kiểu này cho em. Cái này rất là hay một cái. Đợi em một tí em ghim, em bấm cái áo này vào đã. Đằng sau đấy chơi. Nhìn rất là công chúa luôn cho em. Em có 3 tông màu để cho các chị gái lựa chọn. Có 245. Bộ có like, đợi em một tí. Em đang tiện mặc cái áo này, các chị cho em like lốt cái áo này xong. Sau đó thì em sẽ like bộ các chị. Bộ em có 80 bộ, các chị yên tâm, bác nào cũng sẽ được chốt nhá. Đúng 80 bộ tí em sẽ lên cho các chị luôn. Đây các chị gái này. Xinh chưa? Mặc cái áo này cảm tưởng nó rất là kiểu là nhìn nó vẫn rất là quý phái, nhìn nó vẫn rất kiểu là sang chảnh. Phải nói một từ là nó rất là sang chảnh. Thường áo phao thì gọi là chỉ gọi là những cái áo các chị khoác ngoài thôi. Nhưng cái kiểu này nó rất là điệu đà đúng không? Áo túi còn không Nhung à? Áo túi là áo nào nhỉ? Ê chị nhá, nhìn nó vẫn rất là điệu đà, nó có điểm nhấn. Nó giống như kiểu là cái dạng mang tô ấy, nó giống như kiểu cái dáng mang tô. Hai bên của nó sẽ là rút eo, các chị nhìn của em đằng sau này. Đấy, nhìn đằng sau. Các chị sẽ rút eo vào cho em khi mà bình thường nó sẽ như thế này các chị nhá. Bình thường thả ra dáng của nó là áo phao như thế này, các chị mặc được hai kiểu luôn cho em. Một là kiểu này đằng sau này, eo to nhỏ các chị thấy có thể điều chỉnh eo, rút cái eo này vào cho em. Càng rút nhiều thì nó càng xòe nhiều thì càng nhìn nó càng bồng bềnh, nhẹ nhàng. 245.000 bao giá các chị luôn, hàng cam kết các chị hàng tàu. Với cái giá này các chị chỉ mua được hàng Việt Nam cắt thôi, được chưa? Bộ từ từ các chị ơi, em đang diện cái set này từ từ, đợi em một tí. Áo bên trong 159.000. Đây các chị nhìn của em cái set đồ xinh kinh khủng luôn. P1 kèm màu kèm số loại, em có màu be. P1 em có màu này các chị là màu lâu và P1 em có màu đen. Ba cái tông màu, màu nào cũng rất là xinh luôn. Màu be các chị mặc bên ngoài thì kết hợp cho em thêm cái áo màu ghi bên trong hoặc là cái áo màu đen bên trong. Áo bên trong các chị ghi là áo kèm tang kèm số điện thoại. Body cotton em không bán chơi, nhà em không bán con body, nhà em chỉ bán dáng suông thôi. Đấy các chị nhìn kỹ của em một lần nữa này, cái áo này bên ngoài của nó sẽ lắp túi như thế này. Khi mà các chị cho tay bên ngoài thì nắp túi của nó sẽ đi như này, còn các chị cho tay vào bên trong thì cho cái lắp túi vào cho em. Thì áo này xinh kinh khủng luôn này các chị này. Đấy, hoặc là các chị bẻ cái cổ này vào cho em này. Đấy, xong là các chị bẻ cái cổ này ra. Đấy, nhìn nó rất là kiểu là dáng vét. Nhìn nó rất là đẹp. Đừng bỏ qua cái áo này cho em nhé. Áo này mấy hôm nay em bán siêu đắt hàng luôn. 245.000, không có nhà là lãi một cái áo phao 20.000 đâu. Các chị cứ đi check giá thoải mái luôn cho em. Bét nhất thì cũng phải trên 300.000 là chuyện bình thường, đúng chưa? Eo to nhỏ điều chỉnh eo cho em. Em mặc rồi là em không mặc nữa đâu. Các bác ngắm kỹ hộ em một lần nữa cho em một cái set đồ này.
Các chị nhìn kỹ của em một cái set đồ thì em xin phép qua mẫu nhá. Đấy, có bác nào đang biết, có bác nào mà lần đầu tiên livestream của em, có bác nào biết là em đang bầu gần 7 tháng không? Đúng không? Nhìn set đồ này cực kỳ eo và gọn luôn cho em, được chưa? Em đi thêm một cái đôi tất này. À, tất hôm nay em có bán các chị luôn. Tí nữa em sẽ phục vụ tất cho các chị luôn. Chip sẽ chip về các chị rồi. Áo bên trong các chị ghi là áo kèm ta, à, áo gì? Áo khuy. Mã này các chị ghi là áo khuy nhá, 159.000, siêu siêu đắt hàng nha em. Em lên lại bảng màu. Áo này vừa là em mặc màu be và hết sạch màu be rồi, bây giờ em chỉ chốt 4 màu thôi. Màu em mặc các chị ghi là màu ghi. Em có màu này các chị ghi là màu xanh. Em có màu này các chị ghi của em là màu lâu. Và em có màu này các chị là màu đen. Các chị nhá, em hết hàng em qua mẫu này. Set chip các chị ơi, set chip đây nhá. Set chip này tầm này là dịch, các chị ở nhà nhiều nhá. Những cái set này thì tầm 2-3 tháng em sẽ livestream một lần, hoặc là 1-2 tháng. Với cứ tầm 2-3 tháng các chị thay của em một set. Nó rất là rẻ. Em bán các chị, phục vụ các chị có 65.000 cho 5 cái quần. Là 65.000 là bao nhiêu một cái nhỉ? 10.000 à? 15 à? Hơn 10.000 cho một cái quần thôi. Hơn 10.000 cho một cái quần, và bên trong của nó vẫn có lót thông hơi. Đây các chị ơi, bên trong ở phần dưới của nó vẫn có kháng khuẩn luôn. Có lớp kháng khuẩn cho em nhá. Các chị mặc thay đổi cho em luôn. Bốt nên 10 ngày rồi chưa nhận được hàng, chị ghi là kiểm tra đơn hàng. Bác nào mà chưa nhận được hàng ghi là kiểm tra đơn hàng nhá. Còn bác nào có đơn rồi cho em xin chữ dùng đơn nhá. Toàn không lên số điện thoại thôi, xong bảo bên em không nghe máy. Đây các chị gái này, những cái set mui nhật này các chị biết rồi, trên thị trường rất là nhiều rồi. Đây gọi là bán kèm thôi. Xin các chị đúng 5.000 thôi để bán kèm thôi. Công nhân viên gọi điện chốt đơn đóng hàng đều là các chị mua kèm thôi các chị nhá. Sẽ có 5, đây các chị gái này, khi mà nhận được hàng thì nó sẽ có 5 cái quần như thế này. Đấy, 5 cái quần này cho chị luôn nhá. 65.000 ghi là set chip kèm số loại. Cái này thì cực kỳ co giá này. Cái này kể cả 65 cân vẫn vừa cho em luôn. 65 cân vẫn vừa, và cái này là chất của nó chất cốt tông, mặc nó rất là thoải mái dễ chịu luôn cho em nhá. 40 đến tầm 65 cân mặc vừa. Ai lấy cái này các chị là set chip nhá. 65.000. Loại này to hơn nhá chị ơi. Loại này nó cực kỳ co giãn này chị này. Đây. Em giơ các chị xem này. Cái loại này nó co giãn thoải mái, tầm 40 đến 65 cân. Chân vé nó mặc là 140, hàng mới các nhá. Hàng em xin nói hàng tàu các chị nhá. Áo khuy em đang mặc trên người là em phục vụ các chị với giá là 159.000 đồng. 159.000. Set chip này em có ít nên là các bác phải nhanh tay. Đúng 65.000 đồng nha. Bác nào có đơn rồi dùng đơn. Một set em không đi đơn, một set bên em không gọi điện chốt đơn. Đây là sản phẩm bán kèm, gọi là mẫu này thể kèm thêm mẫu kia các chị, để các chị biết là đỡ phí tiền ship thôi. Các chị mua hai sản phẩm các chị đỡ tiếc tiền ship. Lắm khi các chị mua một chiếc thì các chị tiếc, thì các chị mua hai sản phẩm, được chưa? Em nhắc lại bảng màu áo đang mặc một lần nữa này. Áo này các chị ghi là áo khuy kèm số loại, còn chân váy đang mặc các chị ghi là chân váy tàu 3 size SML, 140.000. Còn hàng Việt Nam trên kia, hàng tàu em nói hàng tàu, hàng Việt Nam em nói là hàng Việt Nam các nhá. Bên trong của nó có quần bên trong, các chị nhìn dáng này. Đấy, được chưa? Em thả cái bụng của em ra này. Ấy, dáng cái áo này mặc vào auto gọn người gọn dáng nha các chị nhá. Nhìn thấy chưa? Thoải mái chưa các chị ơi? Mặc rất là thoải mái, dễ chịu luôn. Em xin phép khỏi ra nha. Ai lấy quần thì chốt cho em là quần. Ấy, còn bác nào nhá. Áo đây các chị ơi. Áo này form rất là to và dài rộng luôn. Áo này form to dài rộng, các chị nhìn của em nhá. Áo khuy kèm màu kèm số loại, em qua mẫu này. Áo khuy em có màu ghi, em có màu đen, em có màu lâu và em có màu xanh. Em qua mẫu nhá. Bộ đây các chị đẹp ơi. Rồi ơi, chưa kịp cả bán cái này này, sốt ruột quá. Định bán xong cái áo này rồi mới lên bộ đây này. Nhưng mà cứ lên bộ đây, thôi lên bộ đi em ơi. Ok các chị này, chấm bài viết đi em, lên bộ nào. Đơn chiều nay gọi điện chốt đơn, có đơn rồi chưa đi nhá. Các chị ghi cần dồn đơn thì ghi là dồn đơn chiều. Dồn đơn chiều em, thôi được rồi để chị ấy. Em lấy một chị bộ đi, em like bộ nhá. Chồng 80 bộ lên đi em ơi. Mà thôi không cần chồng đâu. Chân váy 63 cân không vừa đâu, 63 cân chị mặc chân váy dài đấy. Áo này đây, các chị ơi lộn cho các chị xem bên trong này. Dày chưa? Nhìn em từng thứ vải luôn. 48 cân mặc size M. Em mặc các chị cái siêu phẩm này nha. Mặc quần đã, à mặc áo đi. Nhìn em nhá, nhìn cái bụng này. Đấy, bắt đầu lại chuẩn bị biến hình này. Các chị ơi có đơn rồi thì hãng chốt xếp chip nhá, còn chưa có đơn thì một set bên em không đi đơn đâu. Nhớ phải chọn cho em hai chiếc nhá, chứ thật sự là 65.000 bán quá bèo luôn, ai đòi lại đúng 5.000 một set. Thôi đợi bỏ ra cho đi. Đây các chị ơi, mặc độc không cái áo đã thấy đẹp chưa?
chuẩn bị siêu phẩm luôn. Áo này đang set này đang rất là hot trên thị trường. Nhưng các chị nhìn kỹ hàng nhà em là form to rộng, còn các chị xem livestream nhà người khác sẽ bị ôm này đúng không? Đấy chỉ những cái những cái hot girl hoặc là mignon mặc thôi. Còn khách nhà em thì auto to cơ. Khách nhà em trên 60 cân cơ. Nên là form bé có cho tiền em không dám nhập đâu các chị nhá. Form bé cho tiền em không dám nhập đâu, bởi nhập vào xong là vất hàng để đấy à. Các chị nhìn form to, rất là to và rộng luôn. Trong khoảng cân nặng là 40 đến tầm 58 cân là mặc ok luôn cho em, xinh chưa? Và chất của em là chất len tăm. Trên livestream các chị nhìn rõ độ dày của nó. Trên livestream các chị nhìn rõ độ dày của cái set này luôn cho em này. Em tặng luôn các chị với giá là 188.000 đồng đi. 80 chiếc thôi, 80 bộ thôi em ơi, chỉ 80 bộ đây. Mẫu này em đặt về thử thôi. Em đặt về thử thôi, em đặt 50 bộ màu ghi. 50 bộ màu ghi và 30 bộ màu đen. Em về thử xem form có ok không, chất có ok không. Đấy, nhưng mà bây giờ là người ta bảo là hàng lên giá rồi, hết vải rồi, lên giá rồi đấy nhá. Nên là không về được nữa đâu, em chốt đứng 80 bộ, không về thêm nữa. Rất là xinh luôn cho em. Và các chị nhìn giá hộ em nhá. Các chị nhìn hộ em form nhà em này, mặc vào nhá. Nó không bị ôm vào như hot girl mặc hay là như những người ta livestream. Những cái form đấy đấy thì các chị mặc nó sẽ bị hở hết cả cái cúc này này. Được chưa? Các chị mặc nó sẽ bị hở hết những cái cúc này cho em. Còn em này, bụng bầu này, vẫn thoải mái ok luôn cho em. Mặc mình thoải mái, dễ chịu cho em luôn. 40 đến tầm 58 cân là auto mặc đẹp. Từ từ em lên mã đã các chị hàng chốt. Xếp đen á, xếp bộ đen mã này gọi là gì nhỉ? Xinh quá. Quần này bom này, được chưa? Quần bom dưới gấu này, bụng này, bầu này, thoải mái luôn cho em luôn. 40 đến tầm 58 cân này, eo to nhỏ, bụng to, bụng nhỏ, rút có cái dây rút này rồi. Các chị có cái dây rút này điều chỉnh cho em này. Bộ này gọi là gì nhỉ? Bộ kẻ đi, bộ sọc tay đi. Hay là bộ sọc đi. Bộ sọc tay kèm số điện thoại. Bộ sọc tay kèm số điện thoại, đúng 80 bộ không có nhiều. Các chị nhìn lên giá này. Bộ này không xinh, không có bộ nào mà xinh nữa. Chất tâm rất là dày và đẹp luôn. Em có hai tông màu. Từ từ em lên màu là các bác ơi. Em có hai tông màu, màu ghi, màu nó mặc là màu ghi. Và màu này các chị ghi là màu đen đây. Rất là dày luôn, trên livestream các chị nhìn rõ độ dày của nó, bộ nào cũng như bộ nào. Em về đúng 80 bộ thôi, bác nào nhanh tay thì còn mà chậm tay là hết. Màu đen này, màu đen thì gọn người gọn dáng. Lên màu cho em để em bắt đầu vất hàng ra. Lên màu cho em là các chị ở đẹp ơi, lên màu cho em đi nào. Báo màu đi nào, màu đen và màu ghi thả táng ra này, tay dài chưa. Đấy, như mẫu người ta mặc y hệt luôn, nhưng mà form nhà em làm to hơn, rộng hơn thì các bác có thể mặc thoải mái luôn cho em. Thì thương người em chốt đơn chị Nguyễn Vân, em chốt đơn chị Bé Thỏ, em chốt đơn chị Nguyễn Hoa, em chốt đơn chị Thiên Di, em chốt đơn này. Chồng tiếp lên em ơi, chồng tiếp lên. Có đúng 80 bộ thôi, chị Nguyễn Hoa em chốt đơn, chị Hồng Trần em chốt đơn, chị Trúc ok, chị gái lại chị Minh Phương, chị Minh Minh em chốt đơn. Lên màu cho em là chị Yến Thảo ok ạ, chốt đơn. Đây, các chị nhìn này, bộ nào cũng như bộ nào luôn, rất là dày và đẹp luôn, dáng nó dài nhá, dáng nó dài. Còn nếu như mà hot girl mặc á, chỉ nặng lên tầm này thôi, các chị không có mặc được đâu các chị ạ. Đây là hàng em đặt riêng ạ, em đặt form nó dài hơn, dáng nó to hơn. Còn các chị mặc á, nếu như mua hàng hot girl về nó như này này, hở hết cả ngực luôn cho em. Quan trọng là nó phải hợp với mình đã các chị nhá. Thì Thanh Hà em chốt đơn này, chị Phương Thùy em chốt đơn, chị Bống Trang em chốt đơn, chị em Lê Phùng em chốt đơn. Màu đây em lên các chị màu đen, hai tông màu, màu ghi và màu đen các chị nhá. Thả cúc ra cho em rất là xinh luôn này. Bụng em đang mặc vẫn rất là ok, được chưa ạ? Bình thường là mặc vào nó sẽ kiểu là suông suông, còn em đang mặc là nó hơi kiểu là hơi bị phình một tí, nhưng mà như thế này vẫn là ok rồi, đúng không các chị nhá. Bộ khuy kèm màu kèm số loại nó các chị, màu đen này. Yêu ơi thề, đẹp nhá. Đẹp thật, bộ sọc kèm màu kèm số loại thôi các bác, cứ comment kèm mã kèm số điện thoại nhá. Nhiều comment quá em không đọc được hết comment đâu. Đây đằng sau rồi chị gái này. Đấy nó ôm mà ở phần dưới nó bom vào gấu, mặc lên nó phải thoải mái dễ chịu luôn cho em. Nó bom vào gấu này. Đấy dáng vạch nó không bị ngắn quá. Bác nào mà cao nó không bị ngắn hách đến đây này các chị ơi. Thoải mái dễ chịu luôn cho em, màu ghi và màu đen. Màu nào rất là xinh luôn cho em này, đằng sau này. Đấy các bác cứ comment mã kèm số điện thoại nhá. Nhiều comment quá em xin phép không đọc tên nhá. Cứ comment mã kèm số điện thoại, và điều quan trọng là các bác phải lên số điện thoại cho em này. Em cài cái cúc cao lên cho em. Đây các chị ơi, 188.000 đồng thôi. Form to rộng nhá. Form nhẹ nhỏ hơn thì chỉ tầm 160-170 thôi. Còn những cái bộ em bán các chị chỉ có 160-170 thôi. Nhưng mà bộ này form to, rộng thì nó phải khác ấy nhá. Phao ghi Lê Nhung em hình như em hết hàng rồi sao ấy chị ạ. Hết rồi các chị nhá. Đấy em like bằng cam thường 100% đấy. Đầu livestream là like app đấy. Nhưng mà theo yêu cầu của các chị là tắt đi để các chị xem cam thường.
cam iPhone này là rất là chuẩn màu luôn cho em. Màu y hệt như trên livestream luôn. Màu như thế nào trên livestream các chị sẽ nhận như thế luôn. Được chưa? Màu này rất là chuẩn rồi. Đây, các chị yên tâm mà mua nhá. Đen và ghi. Đấy, quá trời bộ sọc rồi. Em xin phép qua mẫu nhá. Hết rồi đấy. Tiếp này. Có một cái bộ siêu phẩm này rất là xinh. Các chị có muốn lên bộ nữa không? 188.000 đồng chị ơi. Mã của nó là gì nhỉ? Bộ tay sọc nhá. Bộ tay sọc các chị nhận hàng, bóc hàng ra kiểm tra hàng, thoải mái cho thanh toán cho em. Riêng bộ này các chị mua ở đâu dưới 200 hoàn hàng, với cái điều kiện phải form to và rộng như em, mua được đâu dưới 200 hoàn hàng cho em, với điều kiện form to rộng nhá. Còn form dưới 55 cân thì nó bé hơn, nó phải khác, nó phải rẻ hơn nhá. Nghe kỹ của em nhá. Em lên các chị một cái siêu phẩm này. Bộ này hôm nay em không có dám đăng ảnh luôn. Bộ len tâm, bộ tâm em hết hàng rồi chưa? Bộ lâu đằng sau. Bộ này hôm nay em không có đăng ảnh, em định để dành ngày mai mới bán. Nhưng hôm nay các chị quá nhiệt tình với em luôn. Không có size nhỏ hơn đâu chị ơi. Em có 40 mấy cân em mặc thế này. Size nhỏ hơn nữa thì các chị mặc có mà hở hết. Em có 47 cân thôi. Các chị nhá, mặc thế này là ok rồi. Những cái bộ này các chị phải mặc nó phải thoải mái, dễ chịu chứ. Chứ mặc vào ôm quá là nó hở hết cái phần cúc này này. Tại vì bé nhân viên nhà em nó cũng mua một cái bộ, nhưng mà chất nó không phải là loại này. Mà chất của là chất chất đấy gọi là chất gì nhỉ? Chất thun ấy à? Chất thun ấy ấy. Em nhìn bé đi mặc lên này, em bảo là em phải tự đặt. Bộ nó mặc là 188.000 nhá. Hết hàng em qua mẫu ạ. Quần bom em hết hàng. Đỉnh của chóp chưa? Xinh chưa? Trời ơi. Không thích mặc bộ kia. Bác nào không thích mặc bộ trẻ trung kia thì chuyển sang bộ này nhá. Bộ này thì phải nói là siêu xinh rồi. Mặc đầu livestream thì chỉ có gọi là mất người thôi. Định để dành mai mặc đấy. Nhưng mà kiểu này thì với cái kiểu căm mừng như này và với cái lượng chốt như thế này thì em nghĩ là tối mai em sẽ không livestream được đâu. Thì thôi em lên luôn siêu phẩm các chị chốt luôn mà nhanh. Trời ơi độc cái áo này. Trời ơi đính đá này. Hàng Quyên Quyên. Chặn rồi em cái. Em đang livestream gọi video. Trời ơi đỉnh của chóp. Trời ơi. Đẹp chưa? Đủ hết cả view rồi. Chặn vào em cái. Túi này, dáng quá đẹp luôn. Bộ này mà không mua là hơi bị phí cuộc đời. Lại còn rất rất là rẻ luôn. Báo giá các chị sốc luôn này. Báo giá cho các chị sốc luôn này. 159.000 đồng. Ok chưa? Trời ơi đẹp quá. Đẹp quá các chị đẹp ơi. Này đính đá này. Thật sự là em không có một cái từ nào để mà diễn tả cái bộ này luôn. Vì mặc lên nó quá đẹp luôn em. Bây giờ em không biết nói một cái gì về cái bộ này nữa luôn ấy. Đây các chị nhìn của em đẹp hay không đấy. Được chưa? Mặc thế này đã đủ là xinh chưa? 159.000 đồng. View em là gì nhỉ? Bộ thôi bộ gấu đá có rồi. Mẫu này các chị view em là bộ nó Messenger vẫn ở đây mà. Em chưa nghĩ được ra được một cái tên của cái bộ này luôn ấy. Gọi là bộ gì cho nó xứng đáng này. Mọi người đã bắt đầu comment bộ gấu đá rồi. Không, bộ gấu đá nhà em là bộ này này các chị ơi. Đừng comment là bộ gấu đá. Rồi. Đừng comment là bộ gấu đá. Bộ nhung à? Thôi gọi là bộ gì nhỉ?
gọi là bộ bộ nhung gấu đi ạ. Bộ nhung gấu em có rồi. Bộ nhung bi đá. Bộ này 40 đến tầm 62 cân mặc đẹp chị ạ. Em chưa nhớ được. Bộ VIP à? Ok, bộ VIP. Ừ, đúng rồi, bộ VIP đi. Bộ VIP kèm số điện thoại. Lắm khi là cứ bị bí từ đấy. Sếp vừa lấy là bao nhiêu, bao tiền nhỉ? 188.000. Bộ VIP kèm số điện thoại. Quá đẹp. Bộ này rất là dễ mặc, ai cũng không thể mặc được. Các chị ví dụ các chị tầm U 40 tuổi chẳng hạn. 35-40 tuổi, 35-40 tuổi các chị mặc vẫn ok là đúng không ạ? Mặc nó không bị trẻ quá. Ví dụ như cái bộ này. Ví dụ như cái bộ này này thì chỉ tầm trẻ trẻ thôi. 30 tuổi trên dưới 30 tuổi tí thôi. Còn riêng bộ này kể cả hơn 35 tuổi mặc vẫn ok. 25 tuổi mặc vẫn rất là yêu bởi vì nó có cái gấu đá này này. Đẹp quá, thật sự luôn bộ này. Này em test đá các chị luôn. Từ từ để em test đá xem có ok không đã nhá. Hôm nay là lần đầu tiên em live stream nên em phải test cái đá này đã. Em về thử có 30 bộ không? Em không dám về nhiều, em chỉ về thử đúng 30 bộ để em xem hàng form đẹp không thì em mới dám đặt nhiều nhá. Nhưng mà yên tâm bộ này sẽ về nhiều. Bộ này hôm nay em mở vía các chị 159, hôm sau em sẽ bán là 165 các chị nhá. Hôm sau nhất định phải bán 165. Quá xinh luôn này. Ở phần dưới thì bo gấu. Em đã nhờ chồng em mặc rồi. Chồng em cao 1m7 nhá. Mặc vẫn trên mắt cá chân y hệt như em mặc, nhưng mà dáng của nó không phải bon mà nó thẳng như này thôi. Em đã nhờ chồng em mặc bộ này rồi nên các chị yên tâm. 1m65 mặc vẫn ok nhá. Bộ VIP kèm số điện thoại các chị nhá. Ai lấy bộ VIP cho em là bộ VIP nhá. Quá trời bộ VIP rồi, có đúng 30 bộ luôn. Đây, em vắt cho chị cái dây đằng sau luôn các chị nhá. Lên số điện thoại luôn cho em. Đây, bộ này 60 cân vừa chị ơi, 60 cân vừa. Thôi bắt đầu ok nhá. Chị Minh em shoulder này, chị Huyền Vi em shoulder. Đấy, vừa em phát ra những cái chị gái mà đầu livestream, comment đầu livestream đấy. Bộ VIP kèm số điện thoại luôn chè này, 40 đến tầm 62 cân. Đây các chị ơi, nhìn nghe này, rất là dày. Em có cầm có 3 bộ thôi. Bao các chị kiểm tra hàng trên quán chị Thanh thả, chị Phương Thảo em shoulder, chị Thu Hoàng em shoulder. Free size chị ơi, 40 đến tầm 62 cân là mặc vừa. Tất cả đều là free size hết, thực tế. Các chị thích SML bên ngoài dán được thôi, đúng không ạ? Nhưng mà thực tế là nó free size hết các chị nhá. Chị có yêu cái áo chốt đơn 159.000, chị Kim An em chốt đơn. Đấy, đá này, đính đá rất là xuất sắc. Còn về vấn đề đá này, các chị này, em test cho chị được chưa? Nhận hàng bóc hàng ra kiểm tra hàng trên toán luôn. Em không có chị Hồng Mận ơi. Nha, nhận hàng bóc hàng ra kiểm tra hàng trên toán luôn. Hai bên quần này. Thời tiết này các chị diện những cái bộ này, mặc vào siêu ấm siêu phê. Mặc vào siêu ấm luôn. Trời rất là lạnh rồi, các chị mặc cái bộ này bên trong đi ra ngoài đường, khoác thêm cho em một cái áo phao bên ngoài. Một cái áo phao bên ngoài cho em là auto đẹp luôn nhá. Ok, Hà My này, chị Bùi Thanh Huyền em chốt đơn, chị Thứ Còi em chốt đơn, chị Còi Yêu em chốt đơn luôn này. Chị Kiều Lê em chốt đơn này, chị Lệ Hằng em chốt đơn luôn. 159.000 đồng, chị Nguyễn Lam Phong em chốt đơn. 5 bộ cuối cùng. 5 bộ cuối cùng là hết hàng, 159.000 đồng. Bộ VIP kèm số điện thoại. Đấy, khách nhà em tự gọi đây là bộ VIP, em còn chưa nghĩ ra mã. Nhưng hầu như khách quen nhà em biết phong cách bán hàng nhà em rồi. Chị Thanh Hà em chốt đơn, chị Giang Đoàn em chốt đơn, chị Thảo Quách Kim Hải em chốt đơn. Bác nào mua hàng quen nhà em thì biết nhá. 159.000 chia ra các chị phải biết là bao nhiêu. 159.000 chia ra là có 160 này, 80.000 cho một cái áo và 80.000 cho một cái quần thôi các chị ơi. 80.000 cho một cái áo và 80.000 cho một cái quần thôi. Ở phần dưới bom gấu hai bộ cuối cùng này các chị gái này, chị Thúy Trần một bộ cuối cùng. Bác nào nhanh tay còn một phần tay là hết. Em xin phép qua mẫu này đầu livestream các chị biết rồi đấy ạ. Mẫu này hôm nay em không có định bán bởi vì em biết chắc chắn là nó sẽ đắt hàng, thì em sẽ để dành để đầu livestream đầu tiên mặc lên cho nó đẹp để cho hút view. Nhưng mà hôm nay phải nói là các chị quá nhiệt tình với em luôn nên em mang ra, kiểu gì là mai em cũng sẽ không, tối mai là em sẽ không livestream vì đơn chiều nay bên em chưa gọi điện chốt đơn xong. Này cẩn thận lại đổ luôn đấy. Đơn chiều nay bên em gọi điện chốt đơn xong, chưa chốt đơn xong, và đơn tối nay thì em thấy là hầu như bác nào xem đều có căm mừng chốt đơn hết. Đấy là chắc chắn là mai bên em không có livestream được rồi. Thì em like luôn các chị luôn nhá, chứ thật sự là em không định like bộ này đâu.
Bộ viết kèm số điện thoại 159.000 đồng. Ngắm kỹ của em một lần nữa rồi em qua mẫu nhá. Bộ nhung này rất là trẻ. Thôi bây giờ em lên váy được chưa nhỉ? Hết áo rồi đúng không? Bây giờ là tiết mục bán váy nha, mấy giờ rồi? Ủa. Hồi chị âm nước cái. Em lên váy nhá. Bây giờ em lên váy nhá. Các chị ơi lên số đi, chị Bảo An ơi lên số đi. Các chị không lên số là bên em không gọi điện chốt đơn được đâu. Bà bầu mà da đẹp quá, em cảm ơn chị Hiền Vi nhá. Bây giờ em lên váy nhá. Các chị chấm bài viết em lên váy nhá. Hay là bây giờ lên cái gì? Áo giúp đi chị à? Đây áo giúp đây. Áo giúp, ừ đúng rồi đấy, có cái siêu phẩm này em cũng chưa kịp lên đây. Đấy các chị cứ dục lên bộ ấy, không là vừa lấy em đã lên cái này rồi. Áo giúp đi, lấy cho chị chân váy nhá. Đây em một tí cardigan đi em à. Cardigan hôm nay không có mẫu mới đâu, chỉ có mấy mẫu cũ thôi chị ơi. Em like lại chân váy này nhá, mặc với chân váy này, đó em một tí này. Chân váy này các chị nhìn em nhá, cam kết các chị là hàng tàu, 3 size ML, 40 đến tầm 55 cân là mặc vừa, đầu live stream em có mặc rồi. Em 10 á, em 10 còn không nhỉ? Đợi tí chị ơi, em tí nhá. Tao live stream rồi em không like nó đâu. Vừa đấy em mới mặc xong rồi. Em đang đi trong người là quần tất nhá, quần tất mỏng này. Đấy hôm nay về luôn quần tất để phục vụ các chị luôn. Áo lỉ nhà em không bán nhá, nhà em không bán lỉ. Nhà em chỉ bán hàng công sở thôi, em không bán hàng trẻ. Ok chị nhá. Nên tất đi nhung. Ok chị đợi em một tí, em mặc cái áo giúp này đã. Mẫu này các chị ghi là áo rút kèm số điện thoại. Nhìn nhá, vừa lấy các chị biết rồi đấy ạ. Khi mà em chưa live stream này em thả dáng ra ấy. Đấy, thả dáng ra nó rất là dài. Các chị không lo là bị ngắn đâu. Không lo là bị ngắn đâu. Bộ ba sọc tay vừa live stream rồi chốt như mưa rồi. Bộ đấy là chốt tại live stream với giá là 188.000 nhá. Phong to, phong rộng các chị xem lại, tua lại live stream cho em nhá. Đây các chị nhìn đây này. Trên 50 cân các chị mặc nó không bị hở ngực. Trên 50 cân các chị mặc nó không bị hở ngực. Form áo dài. Quần của em cũng là quần dài. Nói chung là nó sẽ may to hơn so với form của hot girl. Nên các chị yên tâm mặc tự tin thoải mái. Làm sao các chị bằng được với dáng hot girl. Không đọ được với dáng hot girl đâu đúng không các chị. Hot girl thì người ta rất là gầy. Rồi người ta kiểu là cao cao thon thon. Chứ mình chị em mình thì làm sao mà đọ được. Nên em làm cho các chị phù hợp với chị em mình mặc nhá. Kể cả 58 cân mặc vẫn ok. Ấy và form của nó, áo của nó dài. Áo của nó dài các chị không lo là bị cộc đâu. Kể cả 1m6 cũng lo là bị cộc. Mẫu này các chị ghi em là bộ tay sọc. Bộ tay sọc kèm màu kèm số điện thoại. Em có màu ghi và em có màu đen. Em dơ lại cho chị luôn. Quần tất đợi em một tí em mặc lốt cái áo này em giới thiệu đã. Đây các chị ơi xinh chưa. Trời ơi. Áo này nẽ ra đầu live stream mặc này. Bà nào cứ sục lên bộ đây này. Có phải like từ đầu live stream áo này phải được thêm bao tiền nữa không? Áo này em có 3 tông màu. Em rút nào. Em thả dáng ra các chị nhá. Bên này của em là rút eo rồi này. Bên này em chưa rút eo. Đây các chị nhá. Bên này em chưa rút eo. Khi mà thả dáng ra, dáng của nó cũng khá là dài. Nên các chị không lo là bị ngắn đâu. Đúng chưa? Con này phải nói quá xinh luôn các chị ơi. Rút này. Em rút cho chị luôn này. Rút hai bên eo các chị này. Đấy các chị mà thích rút như hot girl thì rút cao hơn nữa. Cái dây này các chị có thể điều chỉnh cho em. Cái dây này các chị có thể điều chỉnh cho em này. Hai bên rút cho em. Xinh chưa? Em tặng các chị với giá là 139.000 đồng thôi. Áo rút kèm màu kèm số điện thoại. Em có màu em mặc các chị ghi lên là màu be này. À, em xin lỗi màu này các chị gọi cho em là màu. Màu này gọi là màu be tối đi. Màu nó mặc là màu be tối. Em có màu cam này. Màu này các chị là màu đen và màu này các chị màu trắng. Năm nay hot trend màu cam. Năm nay hot trend màu cam. Em có đăng ảnh hot girl mặc màu cam. Tí em sẽ mặc các chị màu cam. Kết hợp với cái chân váy nó mặc xong là đi với bốt nữa. Đỉnh của chóp chưa. Đấy kể cả áo này này. Bầu bí on trend thoải mái. Kể cả 65 áo này 65 cân vẫn vừa luôn cho em. 139.000 đồng. 139.000 đồng. Áo rút kèm màu kèm số loại. Cam này. Be tối. Đen và trắng. Hai bên rút eo cho em. Hai bên rút eo điều chỉnh eo cho em luôn. Tất em đang đi trên người nhá. Tất em đang đi trên người. Các chị nhìn hộ em này. Đây nhá. Là cái tất này. Hôm nay phục vụ các chị từ đầu đến chân luôn.
đây nha, em dở các chị xem này. Em đang ghi cái đôi tất này mà lắm khi là các chị không nhận ra em đang ghi tất đúng không? Bởi vì tất này nhìn nó rất là thật chân, nhìn nó rất là thật, nó không bị quê các chị ơi. Nhìn nó rất là thật và nhìn nó rất là trong chân. Và điều quan trọng là cái tất này nó có độ rất là dai. Các chị đi vài lần cho em, không như cái những cái kiểu tất mà các chị mua có 15-20 nghìn ở trong siêu thị, các chị đi một phát là nó toạc, nó rách. Sau đó nó toạc là nó sẽ rách từ đây đến đây. Cái tất này là em cũng đã cắt rồi, hôm trước em đã cắt. Đây các chị ơi, em hôm trước em cắt rồi đấy. Đây, đây các chị này, em cắt ở trên này để em còn đi được. Em đã cắt thử cho các chị xem. Khi mà cắt thì nó, nói chung là nó rách, nó chỉ rách ở cái chỗ đấy thôi. Nó không bị kéo toạc xuống như thế này. Các chị ok chưa? Nó không bị kéo toạc xuống như này. Đây này, hôm trước là em cắt ra đây. Đây, em cắt ra đây nhá, để em test cho chị đây. Em bang ra các chị xem, được chưa? Em bang ra này cho các chị xem, ok chưa? Như là quần tất dai kèm màu kèm số điện thoại. Cái con này nhá, đấy, cho cái quả dứa vào đây vẫn ok. Cho quả dứa vào đây vẫn ok. Màu em đang đi trên người là màu be. Đây các chị này, em bang các chị xem này. Đây em kéo nhá. Đấy, kéo này, nó không bị toạc thế này này. Nhìn ví dụ như mình chỉ rách, nó rách thì nó chỉ rách một chỗ thôi, nó không bị quê mùa. Lắm khi là các chị mua bao nhiêu không quan trọng đâu, như là tự dưng mà đi chơi này, đấy, đi chơi đây, đi một cái gì lễ nó sang trọng một tí, đi đám cưới các thứ, tự dưng mà móc phải cái gì đấy xong nó quẹt một đường nữa, lúc đấy có muốn mua cái gì để mà thay cũng không mua được, đúng không các chị? Đấy, áo cái này em phục vụ các chị với giá là 65.000 đồng. Em phục vụ các chị với giá là 65.000 đồng, hộ chị cái đôi bốt ngắn cái. Áo em luôn mà các chị ghi là áo rút, quá trời áo rút rồi, đẹp quá nhỉ. Đây các chị gọi là em thả giãn ra. Các chị không thích mặc rút thì các chị thả xuống. Đây các chị này, không thích mặc rút thì các chị thả xuống. Mà không thích mặc thế thì các chị sew pin vào cho em. Đây em rút cho chị hai bên eo nhé, em rút cật lực vào các chị này. Đấy, như hot girl người ta mặc là người ta sẽ rút rất là dài. Nhưng mà các chị rút để các chị rút ở trên một tí, trên cho nó nhiều nhiều một tí, xong rồi ở dưới thì rút ít thôi, nhìn nó điệu nó vừa vừa. Nhá, rút nhìn nó điệu nó vừa vừa thôi. Đừng rút cao quá. Đây. Nó tạo lên cái phần eo của mình nhìn rất là gọn. Đấy, được chưa? Áo đang mặc, đợi em một tí em đi cái đôi bốt vào đã. Chân váy nó mà các chị là chân váy tàu. Chân váy tàu kèm màu kèm size kèm số điện thoại này, nhìn cái bụng của em này. Đấy, thoải mái chưa? 40 đến tầm 55 cân nhìn cái bụng này. Ok chưa? 40 đến 55 cân nhá. Quần tất kèm màu kèm số điện thoại luôn cho em. 65.000 nhưng mà ít nhất là các chị phải sử dụng được chục lần. Em không dám nói các chị là sử dụng từ giờ đến Tết hoặc là sử dụng mà mãi mãi được. Không có nhà nào bán quần tất mà nói là không bao giờ rách. Như thế chỉ có bốc phét thôi. Đúng không các chị? Chắc chắn là quần tất thì nó sẽ phải rách. Nhưng mà với điều kiện là nó bền hơn so với những cái quần bình thường. Bản thân em cũng đã sử dụng, đã mua mấy cái kiểu quần tất về em so sánh rồi. Nhá, em đã so sánh rồi. Các chị nhìn của em này, hôm trước là em bảo em hứa hẹn các chị là năm nay em sẽ về tất cho các chị tầm 30-35 nghìn thôi. Nhưng mà hôm trước em về thử một lô, chất nó chán quá, em không thể bán được luôn. Trung Quốc nó mời em ấy, lô đầu thì nó, nói chung là hôm đầu tiên nó gửi cho em mẫu thì rất là ok. Thế là trên live stream của, trên live stream em bảo các chị là, ui em khoe các chị là mấy hôm nữa em về các chị lô tất có 35 nghìn một chiếc mà chất nó đẹp như năm ngoái. Nhưng mà về sau em đặt thêm nó nhá, em đặt thêm nó thì nó lại gửi cho em hàng đéo. Thôi em bye bye sale game, em thanh lý nỗ luôn để cho khách chạy Shopee. Thì cái áo đấy là em vẫn quyết định là em bán hàng đắt. Em quyết định em bán hàng đắt chứ bán hàng rẻ xong là các chị lần sau các chị, kể cả các chị có mua quần này, mua hàng rẻ tầm 20-30 nghìn chẳng hạn, nhưng mà các chị đi một lần các chị toạc là các chị chửi em ngay. Đây nhá, đây các chị ơi, bên trong nó như này nhá, cam kết các chị luôn, hàng đẹp. Em bầu gần 7 tháng rồi, 7 tháng rồi chị ạ. Hôm nay là bao nhiêu, hôm nay 15 à? Ở 2 tháng nữa là đi đẻ các chị ơi. Nhá, quần tất này, đen và màu be, đen và be đấy nhá. Đấy các chị ngắm kỹ của em một lần nữa này. Đi vào nhìn nó rất là trong, nhìn nó rất là trong. Đây, đứng gần các chị xem này. Đấy, cảm tưởng là nhìn nó rất là ảo diệu đúng không? Như là quần tất kèm màu kèm số điện thoại nhá. Áo giúp em lên các chị màu gì nhỉ? Màu đen nhá. Màu đen đi, màu đen rất là đẹp, màu đen hay màu trắng nhỉ? Các chị muốn lên màu gì? Áo này công nhận đẹp quá, em muốn mặc đủ màu các chị cơ. Màu cam thì nó không được hợp với cái chân váy này thôi, hay em mặc màu trắng đi nhá. Áo này các chị là áo giúp kèm màu kèm số điện thoại luôn. Ok, đợi em một tí em lên lại cho. Áo phao ghi lê kia là 245.000 ạ. Màu trắng cũng rất là đẹp này, nhẹ nhàng, tinh khôi. Em nhìn hôm nay công nhận toàn mẫu đẹp thôi.
hiếm lắm, không phải lúc nào cũng có nhiều mẫu đẹp nữa thế này nữa đâu, bởi vì là đang dịch rồi người ta không về được hàng nữa đâu, không ai dám gọi hàng về nữa đâu các chị đẹp ạ. Màu trắng đẹp chưa, trắng nhẹ nhàng tinh khôi các chị ơi. Quần tất có hai màu, em có màu be và màu đen, hai cái tông màu mà dễ đi nhất các chị ạ. Màu em đang đi trên người là màu be, em đang đi trên người là màu be và một màu nữa là màu đen đây. Em bóc ra các chị xem nhá, bóc ra các chị xem. Đây em lấy kéo đi, em cắt cho các chị thêm một cái nữa. Thôi cắt một cái màu đen nữa đi, em cắt một cái màu đen nhé, đằng nào em cũng bỏ ra em dùng mà. Em sẽ cắt một cái màu đen. Đây màu trắng này. Tí nữa chị ơi, từ từ em đang like mẫu này em chưa giới thiệu được luôn. Đấy, hôm nay em tắt app em không dùng một cái gì luôn này các chị gái này. Không dùng một cái gì luôn nên các chị biết là màu rất là thật luôn cho em luôn. Tắt app không dùng một cái gì luôn đấy các chị nhá. Em cắt cái màu đen các chị luôn, để các chị nhìn cái màu gọi là thật nhất có thể các chị luôn. Màu be này. Trên Shopee 20-30 nghìn, đầy, chuyện bình thường. Đây nhá, Shopee đầy. Đấy là những cái hàng mà kiểu là hàng mà rẻ rẻ đấy. Nói chung là tiền nào của đấy thôi các chị ơi. Ví dụ như là cùng cái tất dứa ấy, cái vỏ bên ngoài của nó này. Em chưa nhận được hàng. Ok chị nhá, lên số cho em nhá, không phải inbox đâu. Chị lên số mai các bạn gọi lại cho chị, ghi là kiểm tra đơn hàng là được. Đây em sẽ cắt cho các chị nhá. Em sẽ cắt ra một đằng này em dở, bỏ ra em dùng này. Em kéo cho chị này. Có cái bấm không nhỉ? Ngựa cầm ngượng tay quá. Thôi em sọc một lỗ nhá. Em sọc một lỗ này. Áo đang mặc là 100... Đây, cái bấm đi, cái bấm nhá. Chân váy đang mặc là 139.000 hàng tàu, hàng Việt Nam trên kia kìa. Đây. Đấy chưa các chị ơi? Ok chưa? Nó không bị toạc ra. Nó không bị toạc ra, nhìn nó không bị quê. Và cực kỳ sai. Đây, cực kỳ sai luôn này. Nhận được hàng rồi nay mới nhớ để feedback này. Carian đỏ hôm trước siêu đẹp, len dày cầm chắc tay, áo giữ nhiệt cũng đẹp luôn. Em cảm ơn chị Bảo Ngọc. Đấy, em ghim luôn bình luận nhá. Em ghim luôn bình luận mới cho nó mới mẻ các chị ơi nhá. Đây. Đấy, nó rất là dai các chị ơi, nó rất là dai hết rồi em ơi. 65.000 đồng, ghi là quần tất kèm màu kèm số này, 65k nhá. Lãi các chị đúng mấy nghìn luôn, đúng mấy nghìn luôn các chị ơi. Đúng mấy nghìn luôn. Nói điêu mất lọc, được chưa? Ok. Chốt hạ nói điêu mất lọc luôn, lãi đúng mấy nghìn luôn. Nên là một chiếc quần tất em không đi đơn đâu, em gọi là bán kèm, các chị mua kèm với váy áo thôi. Chứ em không bán một chiếc và em cũng không đi đơn hai chiếc. Em chỉ bán kèm với quần áo nhà em thôi, chứ mà bảo là một chiếc quần tất thì công nhân viên gọi điện chốt đơn đóng hàng thì lỗ luôn. Hoặc là các chị mua từ 3 quần đi, 3 quần trở lên thì em sẽ đi đơn. Chứ một quần em không đi đơn, hai quần em cũng không đi đơn nhá. Là các chị mua kèm, ví dụ quần tất với áo và quần tất với váy, hoặc là những cái sản phẩm váy đi kèm. Chứ em không bán riêng một cái quần tất, các chị nghe kỹ em nhá. Thề danh dự lái mấy nghìn của các chị một cái quần tất thôi. Em chỉ gọi là bán kèm thôi nhá. Em có màu be và em có màu đen nhá. 65.000 đồng, đây các chị nhìn kỹ em một lần nữa này. Đây em cắt ra đây. Đấy, chỉ có kéo ra này. Quần tất có thật chân không chị? Đây, chị nhìn này, em đang đi màu be đây. Chị nhìn thấy này xem có thật chân không? Còn em không dùng một cái tí áp gì luôn. Để các chị nhìn em, đây các chị nhìn của em cái mặt đây. Tàn nhang đây. Không hề dùng một cái gì luôn. Đây các chị nhìn lông mày các kiểu vẫn chưa cạo luôn. Bôi đúng tí son thôi. Các chị yên tâm nhá, thật chân 100% luôn. Nhìn chân rất là thật. Nhìn nó không bị quê mùa các chị nhá. 165.000. Chân váy, em nhắc lại chân váy một lần nữa này. Áo đang mặc là 40-65 cân. Nó co giãn mà các chị đẹp ơi. Bao nhiêu cân cũng vừa. Áo khuy, à gì? Em xin lỗi, áo rút kèm màu kèm số điện thoại này. Em có màu này các chị ghi của em là màu trắng. Em có màu này các chị ghi là màu be tối này. Màu be tối em treo lại của chị gái. Màu này các chị ghi là màu đen. Và màu này các chị ghi của em là màu cam. Quần tất bao nhiêu cân mặc vừa? Quần tất thì em nghĩ là bao nhiêu cân chả vừa, đúng không? Tại vì nó co giãn mà chị.
Nó co giãn vào nhiều. Đẹp quá, không muốn cởi ra. Mặc lốp màu đen đi. Mặc màu trắng em béo quá. Mặc màu trắng nhìn em béo quá, em mặc màu đen nhá. Trời ơi, mua mấy cái quần tất mà mặc. Các chị mua mấy cái quần tất mà mặc. Từ giờ đến Tết một tháng nữa, em bán một tháng nữa thôi. Còn từ giờ đến Tết các chị không có cơ hội mua đâu. Bây giờ không mua là gần Tết nó không có cơ hội. Muốn lúc đấy muốn mua cũng không có mà mua đâu. Thứ nhất là hàng nó lên giá. Thứ hai là dịch người ta không về hàng nữa đâu. Còn bao nhiêu người ta xả lốt nhá. Đây, áo giúp của các chị đây. Khi mà thả ra dáng của nó sẽ như thế này. Khi mà thả ra dáng của nó sẽ như thế này. Còn các chị giúp vào cho em này. Đấy, các chị eo to nhỏ, các chị giúp vào cho em. Điều chỉnh cái eo này cho em nhá. 139.000. Bộ đấy em mặc rồi, em lên rồi nhá chị ơi. Tí tua lại live cho em với. Màu đen này. 139.000. Chân váy là 140. Cả một set đồ cộng vào cho em luôn này. Em đeo thêm một cái túi sách. Còn cái túi gì nữa không nào? Túi hộp hôm nay em không lý nốt các chị luôn. Rồi, chỉ cái túi hộp màu đen. Túi hộp em còn 3-4 chiếc là em cảm ơn chị Tin Ngố nhá. Túi hộp em còn 3-4 chiếc em sell lốt tại livestream với giá là 199.000 đồng. Em bán 215 sell lốt 199. Cái set đồ này các chị đeo với cái túi này rất là hở. Đây, cái set đồ này các chị đeo với cái túi. Túi như em đang đeo rất là hợp luôn cho em. Bốt thóc em hết hàng. Tất cả các bốt em đều hết hàng rồi các chị nhá. Mẫu này các chị là túi hộp kèm số điện thoại. Sell lốt 199.000 đồng. Chị Ngọc Quyên ơi, lên số cho em nhé. Trẻ á. Cái áo này thì chất len của nó mỏng thôi. Miền Bắc, miền Nam đều mặc được. Q20 em hết hàng. Tất cả các quần nhà em đều hết hàng. Bốt nhà em đi, bốt em hết sạch rồi các chị ơi. Bốt em hết sạch rồi nhá. Còn quần sau không á. Quần sau em còn quần tác ta và quần quần nhung ren thôi chị ơi. Còn áo gì nữa nhỉ? Em bắt đầu lên lốt carrier rồi em lên váy nhá. Lên lốt carrier đi. Có quần sau không này. Đã nào lấy áo này nữa không nào? Xinh quá không muốn cởi ra luôn. Cardigan này hôm nay em về thêm các chị màu hồng. Hôm trước là em chỉ có màu lâu và màu hồng thôi. Mã này là K bao nhiêu nhỉ? K80. Mã này các chị là K80. Em phục vụ các chị tại livestream với giá là 200. Không, em không về bốt nữa đâu. Nhà em nghỉ rồi, còn bao nhiêu em bán lốt nhá. Bao nhiêu nhỉ? 209.000 đồng, áo đang mặc là 139.000. Đây các chị gái này, sơ vi màu rất là xinh nhá. Đây, sơ vi màu đẻ này cho em xinh cực. Áo này thật sự quá xinh luôn. Em không muốn cởi ra luôn ạ, mặc vào đẹp quá không muốn cởi ra luôn. Áo rút nhá, qua mẫu này. Áo tặng nhá chị ơi, áo tặng này em còn đúng một chiếc màu be. Ghi là đếm số lượng không về hàng nữa nhá. Áo này em nhập 90 bán 99.000 nói điêu mất lọc. Ở chưa ạ, nhập 90 bán 99.000 nói điêu mất lọc luôn. Bán tặng kèm thôi, đã gọi là tặng thì chỉ có rẻ thôi. 9.000 không bù được công nhân viên gọi điện chốt đơn đóng hàng, băng dính túi bóng đâu. Nên các chị yên tâm không lãi được của các chị đâu. Nha, mẫu là em ghi em mã của nó là áo tặng. Em có màu này các chị là màu cam này. Hết bốt rồi chị ơi, em đã bảo là hết bốt rồi mà. Màu này các chị là màu xanh này. Màu này các chị là màu đen và màu này các chị là màu be. Màu be còn duy nhất một chiếc. Màu be còn duy nhất một chiếc. Màu này các chị là màu xanh em còn nhiều nhất này. Màu cam mình như cũng còn 1-2 chiếc. Áo tặng 99k. Đấy, trên livestream các chị nhìn rõ chất của nó luôn. Còn áo VIP không chị ơi à? Áo VIP à? Không nhớ mã là gì luôn ấy. Nhiều mã quá, không nhớ luôn. Đây, 99.000. Chân váy nó mặc chỉ có be và đen thôi. À, lâu và đen. Đen kia. À, ghi bên cạnh, có cả ghi nữa. Ghi nữa nhá, nhưng mà em chạy ít ghi lắm nên em không quên hôm nay. Lâu, ghi và đen. Áo này thì em mặc nó hơi bị lộ bụng. Tại vì nó body nó ôm ấy. Thế em không hay live trên. Các chị mặc xong các chị kết hợp với chân váy này. Cầm một chị nhé. Các chị mặc xong kết hợp với chân váy tàu cho em này.
châm váy đai 99 em xin lỗi. Châm váy 112.000, châm váy là mặc là châm váy tàu nhá. Áo này thì mặc nó hơi bị lộ bụng nên em mặc lên xấu quá. Thật sự em mặc lên em nhìn em mặc xấu quá em bán xả luôn đấy. Đây các chị các kết hợp với châm váy này cho em này. Chứ bình thường em mặc đẹp em phải bán giá khác nhá. Quần tất là 65.000 nhá chị ơi. Mẫu này các chị ghi là châm váy gì nhỉ? Châm váy đai. Châm váy đai em có màu này các chị ghi em là màu đen. Châm váy đai em có màu đen. Châm váy đai em có màu lâu, em có màu be, em có màu xanh nhá. Châm váy đai 112.000, cam kết các chị hàng tàu. Cam kết các chị hàng tàu, hàng Việt Nam, đền các chị một gấp 100 lần. Tại vì sao em phải nói thế? Bởi vì là với giá 112.000 các chị chỉ mua được hàng Việt Nam cắt thôi. Còn hàng tàu người ta sẽ bán tầm 150, 160, còn ra ngoài shop auto trên 200.000 là chuyện bình thường. Cái châm váy này bao nhiêu cân cũng vừa. Châm váy này bao nhiêu cân cũng vừa bởi vì là các chị bụng to bụng nhỏ này. Thứ nhất bên trong của nó là chun co giãn. Đây là bụng to bụng nhỏ, bao nhiêu cân cũng vừa. Thứ hai là cái đai này. Nó có những cái lớp đai điều chỉnh, bác là bụng to điều chỉnh ra cho em. Ok chưa ạ? Nhá, châm váy nó mặc là châm váy tàu. Cái này là 140, bên trong có quần bên trong hàng tàu. Đấy nhá, bên trong thì lắm khi là nó có lót màu đen, lắm khi nó có lót màu be tùy vào lô nhá. Lô là đầu tiên em bán là lót của nó là màu đen nhưng mà lô này nó lại về lót màu be. Nên là các chị nói chung là bên trong thì nó không chất vải, nó vẫn thế thôi, nó chỉ khác nhau màu thôi. Đơn chiều nay gọi điện cho đơn dồn được nhá. Có thể dồn được và có thể không, nếu như bên em đi rồi thì không dồn được, còn chưa đi dồn được. Đang bán 145 á. Không, em bán là 112 nhá. Châm váy đai là 112, còn châm váy em mặc trong người là 140. Đầu mùa em bán 145, bây giờ em bán luôn 140 bởi vì bây giờ thì nói chung là xác định này, em mặc xấu rồi, em chỉ gọi là mặc gọi là qua qua thôi. Đấy thì thôi bán rẻ đi cho mọi người chốt đơn thôi. Áo rút em mặc có 4 màu, đợi em một tí em lên lại cho chị luôn. À, em xin lỗi, áo em đang mặc hết hàng nhá. Đây các chị gái này mặc cái áo rút với cái châm váy đai này rất là đẹp. Áo rút này nhá. Đây. Áo rút này. À, từ từ em lên lại cái siêu phẩm đầu livestream này, có bác nào chưa chốt đúng không ạ? Em áo này đẹp quá, mã này em bán tặng đầu livestream cho bác nào mà chia sẻ livestream cho em nhé. Cho em xin nút chia sẻ, cho em xin nút thả tim thả like và chia sẻ cho em, cho em xin nút thả tim thả like và chia sẻ là A2. Con này chỉ mang tính chất tặng quà, 98.000 đồng cho bác nào chia sẻ livestream nhé. Mã này nhớ phải chia sẻ mới chốt đơn, riêng mẫu này nhớ phải chia sẻ mới chốt đơn nhé. 98.000 đồng, đẹp lắm, xinh lắm này các chị ơi. Đây nhá, mã này là A2, em có màu trắng à màu be. Nó đang mặc là màu be và một màu nữa là màu đen. A2 nhá. Đây, châm váy này hoặc là các chị mix cái con A2 này với châm váy này cũng rất là đẹp luôn cho em nhá. Châm váy này các chị cứ tự tin mà mặc bởi vì em cao có 1m50 thôi. Các chị nhìn này. Em cao 1m50 và em mặc vẫn ok. Trên livestream em hay bán cái châm váy này lắm nên các chị yên tâm nhá. Em rất là lùn mà em vẫn mặc được lên các chị tự tin, 1m55, 1m60 vẫn mặc rất là đẹp và qua đầu gối. A2 có một size thôi chị ơi. Áo này là hàng len, nó free size, bao nhiêu cân cũng vừa nhá. Bầu bí on trend thoải mái 40-62. Chị Linh Anh ơi, lên số điện thoại còn có đơn rồi cho em xin chữ dùng đơn nhá. A2, bác ơi, nhận hàng được bóc hàng ra kiểm tra hàng cho thanh toán. Em bán cái giá này đúng là giá gọi là chia sẻ livestream và giá gọi gọi là giá gọi là lan tỏa yêu thương đấy. Thì các bác cho em xin nút thả tim thả like và cho em xin nút chia sẻ nhá. Còn nhận hàng check hàng thoải mái chứ không phải em bán rẻ mà bán hàng đều của các chị đâu nhá. Yên tâm một điều như thế, các chị bảo là 98.000 em làm tròn đi 100.000 các chị cầm ra ngoài chợ mua được nổi một cái bộ hàng Việt Nam cắt không, đúng không ạ? Áo len thì chỉ có hàng tàu thôi. Áo len chỉ có hàng tàu thôi, không có chuyện hàng Việt Nam đâu đấy. Các chị yên tâm đứng gần nghe, các chị xem chất vải đây. Em đứng gần nhá. Đây cam thật 100% đây các chị nhìn này. Lám nhất các kiểu đây. Đấy được chưa? Nha các chị yên tâm nhá. A2 kèm số điện thoại. Chân váy này, chân váy tàu kết hợp thêm con A2 nữa. A2 em có màu be và em có màu đen. A2 em có màu be và em có màu đen nhá. A2 kèm số điện thoại. Trời ơi em cứ live stream như thật đấy, nhưng mà em đầu live stream em có 30 chiếc. Mai nếu như về được hàng thì em chốt nhá. Còn bây giờ hiện tại trong nhà em có đúng 30 chiếc, em cứ live stream như thật luôn. Châm váy nó mà các chị ghi là châm váy tàu. Châm váy tàu thôi em live váy đây. Hết áo rồi đúng không? Còn cái gì nữa không nhỉ? Châm váy tàu nhá, 140.000 đồng. Còn áo gì nữa không em? Em xin phép xả luôn mấy cái mã này đi cho nó gọn mẫu đi. Các chị ơi em xin phép xả luôn nhá, rồi là em sẽ like váy. Chị Nhật Huy ơi lên lại số cho em đi. À từ lên cái caria này đó. Mã này các chị ghi là K bao nhiêu em nhỉ? K80 các chị ơi. K80 hôm trước tranh nhau đây.
K80 hôm trước tranh nhau em về màu lâu và em có màu hồng, mới về thêm màu hồng hết sạch màu be rồi. K80 mặc thêm cái áo len 3 phân đi. Áo len 3 phân 65.000 đã, đợi em một tí. Em mặc thêm cái áo len 3 phân 65.000 cho các bác nhé. Áo này các chị ghi là áo len 3 phân 65k. Xếp bộ em live stream hết rồi, tí tua lại live stream nha. Bây giờ em không live lại xếp đâu. Về xếp bộ em live đầu live stream hết rồi. Cardian Cook là mã gì nhỉ? Áo này các chị ghi là áo len 3 phân này. Áo len 3 phân 65.000 một chiếc, co dáng thoải mái 40 đến tầm 62, 63 cân thì ok nhé. 3 phân này em dâu chị bảo màu áo len 3 phân nhé. Để em mix với cái áo cardigan này. Mặc thời tiết này các chị phải mặc áo len 3 phân xong khoác cardigan bên ngoài, nó mới ấm được nhá. Mặc cái áo này bên trong giữ nhiệt của em cái, có 65.000 thôi. Mặc vào bên trong giữ nhiệt cho em nhá. Đấy, mặc này cho em này, mix đồ cho em này, được chưa? Mẫu này các chị ghi luôn là K80. K80 em chốt tại livestream với giá là 209.000 đồng. Em có màu này các chị ghi hộ em là màu lâu. K80 em có màu lâu và màu này các chị là màu hồng. Màu hồng mới về thêm xinh chưa? K80 kèm màu kèm số loại 209.000 đồng. Chân len lông nhìn hộ em này, phê chưa? Ấm chưa? 209.000 đồng. Áo dạ mới đăng ảnh nhá. Em có đăng áo dạ nào đâu nhỉ? Em nhớ là em có đăng áo dạ nào đâu. Chị có nhầm không? Màu hồng này, màu hồng nhá. Áo giúp em có 4 màu. Em có màu này các chị ghi hộ em là màu, đây áo giúp đây. Áo giúp em có màu này các chị ghi hộ em là màu be tối này. Em có màu này các chị là màu cam này. Em có màu này các chị ghi hộ em là màu trắng. Và màu này các chị ghi là màu đen nhá. Áo giúp là 139.000 đồng. Còn áo lên mặc các chị ghi hộ em là K80 nhá. Em qua mẫu này. Còn áo lên 3 phân em lên bảng màu này. Áo lên 3 phân em có màu này các chị ghi hộ em là màu be. Áo len 3 phân em có màu be tối. Màu này các chị ghi hộ em là màu đen. Em có màu này các chị ghi hộ em là màu xanh này, xanh dương. Be tối này, đen này, xanh dương này. Màu này các chị ghi là màu đỏ. Em có màu này các chị ghi hộ em là màu xanh xanh cốm. Màu xanh cốm, em có màu rêu và màu này các chị ghi là màu trắng. Các chị nhá, màu trắng. Em chốt tại livestream với giá là 65.000 đồng. Các bác nhanh tay cho em nhá. Có 65.000 cho một cái áo này thôi. 40 đến tầm 65 cân mặc vẫn ok. Cardigan tuyết hết hàng ạ. Cardigan tuyết em hết hàng rồi nhá. Hình như còn một chiếc màu hồng hay sao ấy. Còn hiện tại là tại vì đơn chiều nay bên em chưa gọi điện chốt đơn xong nên là em không khẳng định là còn đâu ạ. Áo 3 phân 65.000 đồng. Áo cạnh A2 em hết hàng. Mã này đúng không? Áo này em hết hàng, em quên không hạ mẫu nhá. Còn mẫu này vừa em bán hết rồi. Con này không về được hàng nữa nên em sẽ không xin phép không like nhá. Mà đấy không bù được hàng nữa. Từ từ. Đâu? Cái áo này này, hôm nay dọn kho mới biết là nó chồng đống trên nhau luôn. Cái này là dọn kho hôm nay mới biết là nó bị chồng đống lên trên nhau. Chân váy nó mặc 140. Áo này có đúng 5 chiếc, nó còn sót nguyên một cọc. Em sao lốt cho chị luôn, em bán là 215, xả lốt 185. Chẳng nhớ giá nhập bao tiền. Sale luôn tại vì có đúng 5 chiếc thôi, xinh chưa? Mẫu này các chị ghi là cardigan gấu nhá. Gấu ghi đi, cardigan gấu ghi. Không, 65 cân không vừa. Chân váy này chỉ tầm 55 cân thôi. Chân váy nó mặc 40 đến 65 cân. Cardigan gấu ghi đúng 5 chiếc rồi bác chị ơi, xinh lắm. Chân len này, cái này hôm trước là em bán rồi. Dạ có, mấy hôm nữa về dạ đẹp lắm. Mấy hôm nữa về cái mã dạ này em đang đợi từng ngày đưa hộ chị điện thoại, chị thả thính các chị, cái mã dạ này đẹp lắm. Trên Shopee người ta đang bán trên 300, em bán cho chị rẻ thôi. Đây, mấy hôm nữa về cái dạ này đẹp lắm này các chị ơi. Hàng tàu nhá, em không chơi hàng Việt Nam đâu. Không tìm thấy ảnh rồi. Đang đợi hàng về.
Còn nhiều ảnh quá không tìm thấy rồi. Hết rồi, hết hết nhá. Carian gấu ghi có 5 chiếc rồi, hết hả? Để em xem comment này. Ừ, có mã xinh lắm, yên tâm. Chân váy nó mặc 140.000. Em chân váy này các chị là chân váy tàu 3 size ML nhá. Em mặc nó hơi bị phình xấu rồi. Ghi này, đen và be. Đưa hộ chị màu ghi đi. Trên live stream, ghi đen và lâu. Ghi đen và lâu nhá. Trên live stream các chị nhìn rõ độ dày của nó. Ôi xấu, cardigan gấu ghi em hết sạch rồi các chị ơi. Cardigan này mặc sướng lắm, em cảm ơn chị Liền Bùi nhá. Đây bên trong của nó sẽ có lót bên trong này. Nhìn em màu ghi các chị nhìn dày chưa. Tiền nào của đấy các chị ơi. Tiền nào của đấy, nhìn em từng cái thớ vải đấy. Còn hàng Việt Nam đấy, hàng Việt Nam đâu nhỉ. Đây hàng Việt Nam đây. Đây màu ghi này, nhìn em này. Nó phải khác nhá, đây. Bên trong này, đây nhá hàng Việt Nam đây. Đây các chị so sánh này. Đấy, thứ nhất là độ dài. Thứ hai là về chất, chất con này nó mỏng hơn này. Đây em rũ cho chị xem này. Đây con này rũ này. Đấy nhìn thấy chưa, nó khác mà, đây. Cái này nó mỏng nên là đâm ra nó bay hơn. Nó bay hơn. Cái này thì mặc mùa hè ok, nhưng mà mùa đông thì mặc nó hơi bị lạnh. Nói chung là sắp Tết rồi, các chị mua hàng tàu cho em. Hàng Việt Nam có 115, hàng tàu 140.000, chênh nhau có 25.000. Bảo là ví dụ chênh nhau 100.000 thì ok, hàng Việt Nam ok, đúng không ạ? Nhưng mà chênh nhau có 25.000 tội gì mình không mua hàng tàu mà mình mặc cho nó sướng. Tết đến rồi, mặc chơi bạn bè người thân thân cho em. Có size chứ chị, 3 size ML chứ. Em đang mặc trên người là size L. Em đang mặc trên người là size L mà. Nhưng cái này làm sao không có size được. Nó có những cái eo này nó ôm vào eo các chị nhá. Em đang mặc trên người size L. Thấy chưa? Còn cái gì nữa không nhỉ? Còn cái gì nữa không nào? À đưa cho chị cái Bombo LI đi, chị xả lốt đi. Áo crop top em không có chị ạ. Nhà em bán công sở, chủ yếu là bán công sở. À đây áo này hơi crop top đấy. Áo Bomber LI em thanh lý nốt này, xả lốt tại livestream các chị 135.000. Mỗi màu em còn 5 chiếc, thanh lý nốt 135. Ghi của em là Bomber LI nhá. Con này bác nào có đơn rồi dùng đơn, chứ con này em thanh lý rồi. Đây em không, một chiếc em không đi đơn nhá, bởi vì em xả lỗ rồi. Đợi em một tí chơi, thông cảm cho em nhé. Em đang mặc cái chân váy để cho em bán lốt áo rồi em sẽ lên váy các chị. Bảng màu M10 đi, em cho chị ạ. Bảng màu M10 nhá. Bamboo LI thanh lý nốt các chị luôn, 135.000. Áo này thì form nó nhỏ nhỏ, hơi dáng crop top. Nhưng cái kiểu này thì bản thân em mặc cũng rất là xinh, nhưng mà khách nhà em thì lại không thích kiểu này, bởi vì khách nhà em là khách công sở cơ. Các chị thích những cái dòng điệu đà kia hơn nhá. Mẫu này thì em thanh lý nốt các chị là 135 thôi ạ. Ghi là Bamboo LI này. Màu nó mặc là màu sale. Chữ LI là chữ LI thêu. Điều ơi, giờ vẫn còn chưa nhớ bảng màu M10 thế mình nhặt hàng kiểu gì. Thôi. M10 đây. Đây. Rồi, thế nhặt hàng nhầm mã của chị sao? Màu này các chị ghi là màu rêu. Lốp màu đen nhá. Be cũng được. Màu gì? Nói chung là nó chỉ có rêu với là đen hoặc là be với đen thôi. Đây bên trong của nó có lốp bên trong. Bên trong của nó có lớp bên trong. Áo này tầm 40 đến tầm 55 cân. 40 đến 55 cân là mặc ok nhá. Mình 1m58, 47 cân mà eo 70 mặc size M cho em. Màu đen rồi. Lớp màu đen cho nó gọn mẫu này. Hộ em nốt nhá. Con này em xả rồi. Không mua mình mặc, mua cho con mình mặc. Mua tặng con mình mặc cũng được. Các bạn học sinh cấp 2, cấp 3 là các bạn thích lắm, hoặc là các bạn sinh viên đại học đấy là rất là thích kiểu này. Còn nhà em thì không hợp, nhà em U3 khách 30 tuổi cơ, các chị không thích mặc kiểu này nhá. Thực ra là mặc cũng vẫn rất là xinh và trẻ mà. Khách nhà em mua cho con mặc rất là đẹp, LI thêu này. Được chưa ạ? Bamboo nhá. Hàng hai lớp, không phải hàng vớ vẩn đâu ạ. Hết hàng em qua mẫu nhá. Hết này em qua mẫu này. Tiếp này. À đây. Đây dạ đây các chị hỏi cái áo này đúng không? Quên mất để tận góc trong. Áo này xinh thế này mà quên mất này. Trời ơi đỉnh của chóp luôn, hơi nhưng mà hơi cao một tí nhá. Chất dạ pha này. Cái này là chất của nó là chất. Em xin lỗi, cái này là chất của nó là chất len lông. Những cái dòng len lông thì nhà em bán siêu đắt hàng, không có 60 cân. 55 cân đổ về mặc vừa thôi. Đây đúng không? Có phải mẫu này không? Em để tịn bên trong nên em không nhớ.
Carian lông giá bao nhiêu? Con này nhá chị, con này là 209.000. Con này em chốt tại livestream với giá là 279.000. Mẫu này các chị kia là L90 đi. À có mã L bao nhiêu rồi em? L60 đúng không? Mã này các chị là L65 đi. Xinh chưa? Trẻ. Cái dòng trẻ này rất là trẻ luôn cho em. Cam kết các chị mua hàng Hot Girl không bao giờ dưới 400.000. Cam kết các chị mua K30 có về đỏ không? Không, những cái dòng đấy nhà em không bao giờ về được nữa đâu. Những cái dòng Caria mà em bảo là chỉ về một lần, những cái dòng len lông này chỉ về một lần thôi. Mẫu này các chị ghi hộ em là L65. Nhà em có bao nhiêu mã lông rồi? L1, L2, L3, L5, N10. Hôm nay đến L65 rồi các chị ơi. Hôm nay đến L65 rồi. Đỉnh của chóp chưa, xinh chưa? Thôi mẫu này các chị là L65 đi. L65 nhá. Tay pha nhũ này, N65 kèm số điện thoại. Pha kim tuyến cho em. Em có màu này các chị ghi hộ em là màu be. Và màu này các chị là màu đen sửa đi em. Be đen, đen rất là sang luôn. 40 áo này à? Áo này tầm 40 đến tầm 62 cân. Các chị mặc khoác nhẹ bên ngoài cho em thôi. Các chị không cài vào cho em cũng ok. Không à, lại áo dạ lông gì? Lông 3 chiếc nhà chị. Nhà chị này lấy áo dạ vin từng giá chị là chất ok lắm luôn là như thế nào ạ? À? Hôm trước chị nhận được áo len đẹp lắm, em cảm ơn chị Lắng Hoa nhá. Mẫu này các chị là L60 này, xinh ơi là xinh. À em xin lỗi, L65 kèm số loại xinh lắm. Nhìn nó trẻ như cái họa tiết kẻ này, lại auto trẻ cho em. Các chị biết rồi ạ, à, đây này. Các chị ơi. Các chị ơi, cái áo này em bán cho các chị có 240 thôi. Đúng không ạ? Nhưng mà đơn giản bởi vì áo này nhập cao em phải bán cao. Và em cam kết các chị là bởi vì những cái dòng kẻ này lúc nào các chị cũng sẽ thấy em bán cao hơn so với dòng trơn, bởi vì là nó đắt hơn so với những cái dòng trơn này. Dòng trơn này này, đấy, cái con này này, em bán các chị có 240.000 thôi, trong khi người ta livestream bán 390. Bản thân em không biết mà khách nhà em feedback vào comment là chị mới mua 390.000 thì em mới biết. Và em đã cũng xem ở trên TikTok thì người ta livestream trên 300.000, trên 300.000 áp dụng tài khoản chia sẻ livestream các kiểu con là điều các chị mới được chốt. Nhá chị nhá, mà em bán các chị gọi là gần như là rẻ hơn cả chữ rẻ rồi. Nào các chị yên tâm, rẻ hơn cả giá sỉ rồi. Ai lấy mẫu này? Phương Anh ơi, em trả lời chị L lần rồi. Chân váy này dưới 55 cân mới vừa, còn trên 60 cân không vừa đâu. Chị nghe chừng là chị có vẻ đam mê cái chân váy này ghê gớm luôn ấy. Cứ là trên 60 cân có vừa không, là 63 cân có vừa không. Vừa thì em đã báo chị là vừa rồi. Em cũng muốn bán hàng chứ, nhưng mà không vừa nha chị nhá. Ai lấy mẫu này các chị ghi là L65 này. Em mặc lốt các chị màu đen. Đừng chê màu đen nhá. Đen nó pha với kẻ cực kỳ sang. Đen còn đẹp hơn be, khẳng định một điều như thế. Đây bộ mũ đây em có sẵn rồi chị ơi. Em có sẵn rồi 188.000 đồng. 188.000 đồng. Mẫu này form to rộng 40 đến 58 cân là mặc vừa. Form nhà em form dài, form rộng. Ở phần dưới quần này, đơn chiều nay gọi điện chốt đơn đi rồi nhá chị nhá. Đây, quần này. Mẫu này các chị ghi là bộ gì nhỉ? Bộ tay sọc nhá, bộ tay sọc em mặc các chị màu đen này. Bây giờ không mua lao Tết không có hàng đẹp mà mặc đâu. Toàn bộ hàng người ta thanh lý hàng sale ra đấy thì em mới bán được các chị giá này đấy. Chứ bây giờ là dịch rồi, chỉ có hàng sale thôi chứ không có hàng mới đâu. Không có hàng mới đâu, cho đen đẹp chưa? Sang chưa? Đây đen rất là đẹp và sang luôn cho em này. Hai bên túi luôn cho em này. Em bây giờ tầm 47 cân rồi, 47, 48, hình như 48 cân rồi chị ơi. Nhưng mà tại vì chủ yếu là cái bụng của em nó độn lên. Chứ em thấy là mặt của em với là chân tay nó vẫn thế đấy chị ạ. L65 nhá. Đây màu đen này, rất là xinh và sang. Áo này thì bác nào mà tầm trên 55 cân thì các chị chỉ khoác như này thôi. Thường những cái dòng áo này các chị chỉ khoác nhẹ này thôi chứ không cài cúc đâu, như mẫu người ta mặc người ta cũng chỉ khoác nhẹ này thôi. Các chị mặc những cái áo len 3 phân này bên trong cho em, xong là khoác những cái áo len bên ngoài. 279.000, đây không phải dạ, đây là len lông. Đây là chất dạ len lông này các chị ơi, chất len lông cho nhá. Hai mã này khác nhau mà em. Anh xuống bê nguyên cả cái chồng màu be và màu đen lên đây cho em này. Mã này khác nhau này các chị ơi. Con gì? Mã này là mã khác này.
Đợi em một tí em tìm lại màu đen nhá. Đúng rồi, màu đen này khác màu be. Đây, bây giờ em mới nhìn lại. Đợi em một tí em bê chồng chồng đấy. Đợi em một tí. Em lên bảng màu áo len 3 phân này. 3 phân em mặc trên người là 65.000. Em có màu này các chị là màu be tối. Em có màu đen. Em có màu này các chị kia là màu màu xanh này. Xanh xanh dương này. Em có màu đỏ. Em có màu rêu này. Màu cốm. Màu này các chị là màu xanh lá. Và màu này các chị ghi của em là màu trắng. Áo len 3 phân ghi rõ em là màu be tối. Bởi vì mọi hôm nhà em có cả màu be sáng. Nhưng em hôm nay hết hàng màu be sáng rồi. Bây giờ em like váy nhá. Đợi em một tí. Có lên, sẽ lên các chị ơi. Đợi em một tí em like lốt cái áo này rồi em sẽ lên váy cho chị luôn. Được, được chưa? Đợi em một tí, tẹo tèo tèo nữa thôi. Em tìm cái áo kia lốt hết bốt rồi. Lúc em bảo các chị chốt thì không chốt đi. Về hôm qua về đúng rồi một em về lô cuối rồi không bao giờ về nữa đâu. Đợi em một tí em lấy lốt cái áo dạ đấy thôi. Rồi em sẽ lên váy cho chị nhá. Phao ghi lê này là 245. Các chị tua lại live stream của em nhá. Em mặc rồi, em không mặc nữa đâu. Quá nhiều. Phao này là 245. Còn bộ thể thao không chị? Em còn chị ơi. Xem em live stream hết rồi. Mẫu này các chị ghi bao lần? Có từng ngày thôi, chỉ ghi mẫu này. Đây màu đen đi các chị ơi. Đây màu đen của nó như này này các chị ơi. Màu đen của nó như này nhá. Còn cái vừa là em mặc là mẫu khác. Cái vừa nãy em mặc là mẫu khác, màu đen rất là đẹp, đẹp chưa? Màu đen nó, cái mẫu kia nó sẽ ngắn hơn. Cái mẫu kia nó sẽ ngắn hơn, còn mẫu này này, 2Q này. Em cởi cúc ra chị với. Áo phao này các chị ghi của em là P P1 các chị ơi, P1 P1 nhá, đây các chị sẽ rút eo vào cho em này. Đấy các chị rút eo, eo to nhỏ, các chị rút eo vào cho em này. Nó thành tầng cho em này. 245.000 mã của nó là P1. Nâu, be và đen. Xong các chị bấm cúc vào cho em nhé, xinh lắm. Đây, mặc qua qua này thôi nhé. Mặc qua qua này, 245.000 bán quá nhiều rồi. Chân váy nó mặc là chân váy tàu 140.000 nhá. Mã áo đen ngắn tay kia với á. Mã áo đen ngắn tay. Đợi em một tí. Đây, màu đen đây. Đẹp chưa? Đẹp quá. Này. Mã của nó là L65. N65 con này có ít lắm. Đây em có tưng đây trước màu đen thôi các chị ơi. Có tưng đây trước màu đen. Màu be hình như cũng có thế thôi. Không về được hàng nữa đâu ạ. Bởi vì là người ta thanh lý cho em mới bán được rẻ thế. Còn bình thường con này auto trên 300 nên em không có bán nhá. Đây là con này hot nhiều lắm. Con này hot lâu lắm nhưng mà nhập vào trên 300 rất là đắt với em nên em không bán. Hôm nay người ta sale xuống cho em mới dám bán đấy. L65 nhá. Có chị quang nhẹ bên ngoài này cho em thôi. L65 hết hàng hôm qua mẫu này. Mã vừa vứt ra đấy à. Con ngắn ngắn đấy á chị. Hay là con nào em không nhớ. Không hiểu chị hỏi gì cơ. Thôi em lên váy đó. Lên váy rồi tính sau. Này cho chị cái váy nem 3 phân. Đúng rồi, free size mà chị Nguyễn Hằng. À chị Nguyễn Hương, áo phao là free size nhá. Đây. Cái tem nó đâu nhỉ? Từ từ em mặc váy đó. Váy len 3 phân. Chân váy là 140.000 hàng tàu ạ. Hết L45 rồi các chị đẹp ạ. À L65 rồi. Tiếc nhỉ. Váy này hôm nay em cho các chị xem tin nhắn rồi đấy. Đây, đưa máy lại cho chị cho các chị xem lại tin nhắn. Váy này bầu bí on trend thoải mái, 60, 70 cân, 80 cân vẫn vừa. L65 là 280 nhưng mà hết rồi, em có ít quá.
Đây nhá, váy này đang xỉ là 210.000, các chị nhìn rõ không ạ? Đâu mất rồi? Váy này đang xỉ là 210.000. Các chị nhìn rõ em nhá, đang xỉ là 210.000. Nhưng mà váy này nhá, váy này người ta thanh lý rẻ cho em, khoác ngắn đấy. Ok chị ghi hộ em là áo khoác ghi hộ em là ghi hộ là áo dạ một chiếc đi, áo dạ một ghi hộ em là áo gì một chiếc đi nhở, áo đấy là lẫn một chiếc đen đi, em xả luôn chị 250 đấy, em xả luôn 250 nhá chị Anh Minh ơi, mã đấy gọi là mã dạ pha đen, mã đấy là dạ pha, cái đấy là chất dạ. Ở dạ nó pha với áo len, váy của chị thôi, bây giờ lên váy nhá. Váy này đang xỉ là 210.000 nhưng mà người ta thanh lý cho em. Đấy, người ta nhờ em thanh lý nhá. Em bán các chị 190.000 rẻ hơn cả giá xỉ luôn. Em lái các chị đúng 20.000, bầu bí on trên thoải mái, chất này các chị nhìn của em này, form này. Đấy, hôm nay em chỉ cần dơ thôi mọi người, chốt rất là nhiều rồi. Form bầu bí on trên thoải mái, 60 70 cân 80 cân vẫn vừa luôn. Các chị không thích mặc rộng như em mặc thắt đai vào cho em. Không thích mặc rộng như em mặc các chị thắt đai. Ok chị nhá. Không thích mặc rộng như em mặc các chị thắt đai vào cho em. Nó là dáng suông, nó không phải dáng body. Cổ của nó cổ 3 phân. Cổ của nó là cổ 3 phân, mặc vào auto gọn người gọn dáng các chị nhá. Đây, thấy chưa? Không thích mặc rộng thắt đai vào cho em. Riêng váy này chất bao dày, trên livestream các chị nhìn rõ độ dày của nó luôn. Đây nhìn em từng cái thớ vải của em này. Các chị nhìn em từng cái thớ vải luôn. Không em không thấy chị kiểm chị kiến xanh, bây giờ em mới thấy găm mình của chị này, bây giờ em mới thấy nhá, từ từ xếp bộ em live stream rồi, hôm nay không lên bộ ngủ ạ, em không lên nhá. Đây chị nhá, tay dài này, từ chưa bầu bí on trên thoải mái, ghi là váy 3 phân kèm màu kèm số loại, 190.000 rẻ hơn cả giá xỉ các chị nhá. Em có màu hôm chiều nay là em có màu be, nhưng mà em hết màu be rồi, bây giờ em chỉ còn có 4 màu nữa thôi, em có màu vàng, em có màu này các chị ghi là màu lâu, em có màu này các chị ghi là màu rêu, và em có màu này các chị ghi là màu đen. Vàng, be, đen, rêu, 190.000, siêu rẻ thì là đẹp luôn. Các chị mặc này cho em xong là mặc với ghi lê hoặc là với cardigan với phao bên ngoài cho em rất là đẹp và xinh luôn. Ở bên này là của nó có hai bên của nó xẻ tà làm điểm nhấn luôn. 1m6, 1m7 không lo là bị cọc luôn. Đấy chưa các chị ơi, 1m6, 1m7 các chị không lo là bị cọc đâu, vì dáng của nó khá là dài luôn. Em đi thêm các chị một đôi giày nữa. Váy len 3 phân kèm màu kèm số điện thoại nhá, 190.000. Rẻ hơn cả chữ rẻ luôn. Ôi dồi ôi, các chị ơi em đang live stream váy đừng có bộ biết gì nữa, em biết rồi, tí nữa. Váy len tăm nhá. À váy 3 phân chứ, đẹp lắm. Không nên bỏ qua váy này nhá. Mặc váy này xong là kết hợp với cardigan này, cũng là một cái mã lông nào nhỉ. Đây, mặc cái này xong các chị kết hợp với áo lông cho em luôn. Váy này xong mặc kết hợp với cái áo lông này cho em rất là đẹp luôn. Mã này các chị là L60, bán quá nhiều rồi. L60 nhá, 240.000 đồng. Trong tủ đồ em cũng đã bỏ ra một chiếc màu be, em cất đi để Tết em mặc luôn. Đây. Đây, các chị mặc này cho em, xinh chưa, sang chưa? Em sẽ mặc màu lâu hay là mặc màu đen đi, em mặc các chị màu đen nhé, váy 3 phân màu đen để các chị mặc đồ nhé. Đây, lộn các chị xem bên trong luôn. Nhìn em này, dày lắm, form to rộng, nhìn em từng cái thớ vải, còn về chất này. Đây có phải váy 3 phân màu đen đâu em.
mà các chị màu đen cho nó dễ mịch đồ. Tâm to, dòng tâm to rất là dài, dày và ấm. Váy 3 phân nhá, 190.000 đồng. Mã này các chị ghi là L60. Sang chưa? Tây chưa các chị đẹp ơi? Váy này á, váy này là váy này không xẻ thì dáng của nó là cổ của nó cổ ấy, cổ khác các chị ơi. Cổ của nó cổ xoắn, con này cao hơn nhá, con này là 215.000, con này 215, tí nữa em sẽ lên sau. Đấy, có bác nào chốt được không ạ? Ai lấy L60 chốt em là L60, em có màu em đang mặc các chị ghi là màu be. Và em có một màu nữa là màu đen, hai tông màu be và đen, N60 be và đen nhá. Đấy, các chị khoác nhẹ vai bên ngoài cho em cũng rất là xinh luôn. Đây em khoác nhẹ bên ngoài này. Áo này rất là đẹp, em bán số lượng phải tầm đến giờ phút này phải tầm 200 con rồi. Bác nào mua áo này nhà em thì biết rồi à, rất là sang và xinh luôn. Đấy, được chưa? L60 em có màu be và em có màu đen. Màu đen các chị cũng không lo là bị già đâu, bởi vì màu đen nó pha với kim tuyến này, nhũ kim tuyến này cho em này, cúc này, các chị nhìn cái cúc này xịn sò chưa? L60 nhá, be và đen, rất là sang và xinh. Em qua mẫu nhá. Mẫu của các chị đây. Em mặc lại bộ nhá. Từ lấy đến giờ cứ bộ mệt quá rồi. Bây giờ lên lại bộ nhá. Không là cứ từ giờ đến giờ em nhìn cái cam mình lên lại bộ em chán quá rồi các chị ơi. Em xin phép lên lại bộ tiếp tục lên váy nhá. 188.000 đồng. Sự là không muốn lên lại bộ này đâu, vì từ vừa lấy là em sợ là hết hàng rồi, cháy hàng rồi. Nhưng mà cứ một lúc là Nhung ơi lên bộ, Nhung ơi lên bộ. Thôi lên cho các chị nhá, cho nó xong rồi em tiếp tục em bán váy nhá. Quần đây, phong của nó phong dài, phong của nó phong dài nhá, 40 đến tầm 58 cân là mặc vừa. Đây dáng quần đây nhá. Thôi em mặc màu đen đi, vừa em mặc màu vi rồi, mặc màu đen đi em. Vừa em mặc vi rồi, bây giờ em sẽ mặc các chị màu đen nhá. Màu đen thì gọn người gọn dáng. Các chị ghi là bộ vừa đấy em có 80 bộ thôi mà mọi người chốt quá trời quá đất rồi đấy, em không dám, em sợ là mai không có hàng trả các chị cơ. Bộ tay sọc cho em tí. Ghi là bộ tay sọc các chị ơi, bộ tay sọc nhá, quần đây. Thứ nhất dáng quần của em nó rất là dài, ở phần dưới nó có huy hiệu. Áo đây, cái áo này các chị quan trọng cái áo mặc nó không bị ngắn. L, mã của nó là L60 nhá chị nhá, 240.000 đồng. Các chị nhìn ảnh hot girl mặc ấy, người ta sẽ ôm vào eo. Như ảnh hot girl mặc là người ta mặc vào nó sẽ ôm vào eo. Nhưng mà làm sao ạ? Thôi để ra chị.
Nhưng mà khi mà ôm vào eo nhá, thì cái phần ngực này các chị sẽ bị hở ngực. Các chị nhá, các chị mặc nó sẽ bị hở ngực. Đây, em làm các chị dáng thứ nhất. To, dài, rộng. Các chị nhìn đằng sau nhà em này, vẫn rất là rộng, thoải mái. Nên các chị, kể cả các chị trên 50 tuổi, các chị mặc vẫn rất là rộng, thoải mái. Nó không bị ó vào này này. Nó không bị hở cái phần ngực. Nhìn nó không bị bó, nó không bị ôm vào. Để dáng chị em mình không thể so với hot girl được, đúng không ạ? Dáng hot girl không thể, dáng chị em mình không thể so với dáng hot girl mà mặc được. Quan trọng mình mặc nó thoải mái, rộng rãi, nó không bị ôm vào người. Đấy, bác nào lấy bộ này các chị là bộ tay sọc. Hàm nhà em làm cho các chị phong to. Phong to rộng đấy nhá. Phong to rộng, thế nên là các chị yên tâm. 55 cân, 58 cân vẫn vừa. Còn những bộ này các chị đi mua nhà người khác ấy, chỉ cần tầm 50 cân thôi là bắt đầu là bó vào người, là ôm vào người rồi. Nó không lên được dáng nữa. Các chị nhá, bốt ngắn em hết hàng rồi ạ. Đây. Bộ bộ tay sọc kèm màu kèm số loại, em có màu đen và màu be nhá. Màu đen và màu be. À, lấy cho lộn em nhá. Ghi, em xin lỗi, màu đen và màu ghi, không phải màu be đâu. Màu này em gọi là đầu live stream là màu ghi. Bộ tay sọc kèm màu kèm số loại. Đây như em này, bụng bầu thoải mái luôn cho em. Bụng bầu thoải mái. Váy em 10 đâu. Em 10 em có 4 màu nhá. Không, em không sale. Em 10 nha, em có 4 tông màu. Em có màu này các chị ghi em là màu bò. Màu này các chị ghi là màu đen. Màu này các chị ghi là màu lâu. Hết be rồi à. Em 10 bây giờ em chỉ còn có 3 màu thôi, 199.000 đồng. Em 10 199.000 đồng nhá, phao ghi lê em hết hàng ạ. Đây các chị ngắm kỹ bộ em một lần nữa nhá, tí đừng bắt em mặc nữa nhá, em chịu luôn, em không mặc nữa đâu, em hạ luôn cái bộ này xuống đi. Các chị ngắm kỹ em một lần nữa nhá. Thật sự là bây giờ em sẽ chuyển sang bán váy nhá. Bán tiếp váy nhá, từ tối đến giờ mới like được có mỗi một mẫu váy thôi ấy. Váy này các chị ghi là váy cổ xoăn đi. À, váy này gọi là váy gì nhỉ? Chân váy em hết hàng ạ. Ghi là cổ xoăn đi. Cổ xoăn kèm màu kèm số. Cổ xoăn đi. Mã của nó là cổ xoăn nhá. Cổ xoắn nhá các chị ơi. Cái này thì dài, rộng và nó không xẻ. Cái này nó dài, nó rộng và nó không xẻ nhá. Mẫu mới nhất luôn. 215.000. Đấy, dáng dài 1m6, 1m7, không lo là bị cọc đâu. Em có 3 tông màu, em có 4 tông màu các chị đã lựa chọn. Không thích mặc rộng như em mặc thì mặc một cái siêu phẩm N65 vừa lấy đấy. Nhưng mà L65 bây giờ thì thật sự là cháy hàng, em không dám mặc lại các chị cơ. Chứ áo này mà váy này mà mix với con L65 vừa lấy thì thôi đỉnh của chóp rồi. Được chưa ạ? Các chị ơi, dáng xinh rộng y hệt như mẫu người ta mặc. Đấy, trên trang cá nhân của em có đăng ảnh hot girl mặc rồi à. 215.000 nhá. Bầu bí bon chen thoải mái. Ghi là cổ xoắn kèm màu kèm số loại. Em có màu này các chị ghi là màu lâu. Cổ xoắn em có màu này các chị ghi là màu đen. Em có màu này các chị ghi là màu be và màu này các chị là màu ghi. Màu ghi này. Đây, năm nay nó đang hot trend màu ghi. Kể cả cái váy, cái áo tang ấy, màu ghi em cũng bán rất là đắt hàng. Chất thì siêu đẹp luôn. Tâm của nó là tâm to. Nó hơi khác với cái váy này, váy 3 phân này một chút thôi. Váy 3 phân này cổ của nó như thế này, nó chỉ hơi khác nhau một chút thôi. Và ở phần dưới của nó thì xẻ tà. Đấy, nó chỉ hơi khác nhau một tí thôi. 215.000 thì các chị có thể mua hai váy về mà mặc. Mỗi một váy thì nó có một cái điểm nhấn khác nhau. Bác nào không thích xẻ tài chuyển sang cái váy này nhá. 215.000. Bác nào lấy ghi là váy cổ xoắn nhá. Cổ xoắn kèm màu kèm số điện thoại này. Tiếp là em lên con E10 đó chị nhá. Con này thì em bán đi bán lại, bán tái bán hồi rồi. Hết cardigan dáng dài rồi ạ.
Mấy giờ rồi nhỉ? Mã này các chị ghi gọi là E10. Em chốt tại livestream với giá là 199.000. Trong khoảng cân nặng là 40 đến tầm 65 cân mặc vừa. Con này thì chất rất là dày và đẹp luôn. Trên livestream các chị nhìn rõ độ dày của nó luôn. Mã này các chị là E10. Áo kẻ em hết hàng rồi ạ. Dài đây. Thả dáng các chị ngắm kỹ một lần nữa này. Dài 1m6, 1m7 không lo bị cọp đâu. Ngồi xuống bán đi, cho chị cái ghế đi. Bé nó mặc co giãn, em ngồi xuống em bán nhá. Em xin phép ngồi xuống bán nhá chị ơi. Co giãn cho em. Đây, chân len rất là co giãn, suông rộng, nó không bị ôm vào. Cổ ba phân nó ôm hơn một chút. Con này nó to hơn và rộng hơn, em so sánh cho chị này. Đây, nó rộng hơn nhá. Váy này nó rộng hơn tầng đây cơ mà. À đằng sau đi. Đây váy này nó rộng hơn đây này. Rộng hơn nhiều. Rộng hơn chỗ này tầm 3 đến 5 phân. Bốt em hết sạch, không còn một đôi bốt nào các chị ơi. Đây ngồi vào các chị nhìn này. Ngồi vào cũng rất là dài. Bầu bí bon chen thoải mái. Xuông rộng rất là đẹp. Không thích mặc rộng thì thắt đai vào cho em. Các chị em lên bảng màu lại này. Kia là váy cổ sắn nhá. Cổ sắn em có màu này, các chị ghi hộ em là màu lâu này. Em có màu này các chị là màu đen. Em có màu này các chị là màu ghi. Và màu này các chị là màu be. Em qua mẫu nhá. Các chị mặc váy này cho em này, xong kết hợp với cardigan cho em rất là xinh luôn. Váy tân của các chị đây. Váy tân này em sell lốt tại livestream với giá là 49.000. Váy tâm em sell lốt tại livestream với giá là 149.000 nhá. Váy này thì hôm nay em có cho các chị xem đấy ạ. Cái mẫu này thì đầu mùa em bán rẻ lắm. Đầu mùa em nhập được rẻ em bán rẻ. Nhưng mà dần dần nhá, hot girl người ta mặc một phát là y như rằng rất là kiểu là cháy hàng. Đấy, trên Shopee thì em bán đúng 199.000. Cái này là em bán hết lâu rồi và em không bán nữa. Cái này là em nhập về để em chạy Shopee thôi. Để phục vụ cho cái ngày mà 11 tháng 11 đấy. Đấy, phục vụ cho ngày 11 tháng 11. Xong là ai ngờ là 11 tháng 11 thì hôm đấy nó lại không được nhiều đơn như mọi tháng. Đâm ra là em xả luôn các chị nhá. Mẫu này các chị là váy tăm em xả lỗ tại livestream 149.000 cho bác nào có đơn rồi dồn đơn. Váy tăm nhá, bầu bí hoan trên thoải mái. Váy cổ sắn đấy là 215.000. Đấy, các chị cứ lên Shopee nhà em, xưởng may tháng 2 xem bán đúng 199.000 không. Em có màu này các chị là màu be à? Em có màu này các chị là màu đen. Hình như màu lâu hết hàng rồi, màu lâu bỏ ra. Chỉ còn mỗi be và đen thôi. Em có mỗi bèo đen nhá, lâu thì hết rồi, lâu có chục con rồi, em bán hết rồi nhá. Sell lốt 149.000. Các chị mặc váy này bên trong, sau đó kết hợp với cái cardigan này bên ngoài cho em này. Chân len rất là dày và đẹp luôn. Chuẩn hàng hoa cơm bán hơn 200.000, 280 ấy. Nó cực kỳ co giãn, bầu bí các chị bon chen đến tháng đẻ. Đừng có nghĩ, các chị đừng có nghĩ là trời lạnh rồi. Từ từ chị ơi, em nhìn thấy comment chị rồi, em đang mãi giới thiệu này, em không lên được những cái khác đâu. Các chị đừng có nghĩ là mặc thời tiết này là trời lạnh là các chị không mặc được những cái hàng ngắn. Đừng có nghĩ là thời tiết này trời lạnh các chị không mặc được những cái hàng ngắn tay. Các chị mặc ngắn tay xong rồi các chị kết hợp với cardigan này bên ngoài cho em. Cardigan này các chị ghi hộ em là cardigan túi. Ghi rõ hộ chị là cardigan túi và đấy bảo rồi nó đừng có nhầm với cái cardigan túi tết nhá. Mẫu này các chị ghi là cardigan túi hộp đi. Mẫu này các chị ghi là cardigan túi hộp nhá. Sell lốt 149.000 đồng. Váy 149 và áo cũng sell lốt 149. Cardigan túi hộp em có 3 tông màu. Em xin lỗi, cardigan túi hộp em bán là 179, sell lốt 149. Em có 2 tông màu.
Màu em đang mặc các chị ghi là màu hồng. Và em có màu này các chị ghi là màu lồng tôm. Sale lốt 149.000. Đây các chị mặc váy này bên trong này, xong rồi mix với những cái cardigan này rất rất là xinh. Đơn giản nhẹ nhàng, rất là vintage nhá. Sale lỗ luôn 149.000. Cardigan túi hộp kèm màu kèm số điện thoại nhá. Váy kẻ chân nhung đây. Váy này là 230.000. Váy này em live stream đi, live stream lại rồi. Live ngày hầu như ngày nào em live stream rồi. Các chị có thể xem lại cái live stream cũ lúc em mặc nhá. Còn hầu như là live cũng live rồi. 230.000 nhá. Cứ hết lại về. Chưa giờ em biết xả cái con này là gì cả. Kể cả có cuối mùa đi chăng nữa, lúc nào cũng cháy hàng. Bởi vì trong nhà em nẻ không mua thì xỉ cũng đóng rất là nhiều. Riêng cái váy này xỉ cũng đóng rất là nhiều. Đây trên live stream các chị nhìn rõ độ dày của cái váy luôn. 230.000. Kéo thoải mái. Đây dáng của nó dáng dài 1m6 vẫn qua đầu gối. Ai lấy các chị ghi em nhá. Xét sọc em hết hàng ạ. Mẫu này các chị ghi là váy kẻ chân nhung nhá, 230.000. Cardigan túi hộp này. Body kẻ nhỏ là cái gì? Body kẻ nhỏ. Em không bán body đâu. Là mã nào nhỉ? Cọc chị ạ. Có cả màu lồng tôm rất là xinh nhá. Em xeo lớp 149 thôi. Bác nào có đơn rồi dồn đơn nhá. Đây sáng của nó khá là dài và rộng luôn. Đúng chưa? Riêng cái váy nó mặc 1m6, 1m7 cũng không lo là bị cọc. Các chị nhá. Váy len xuông tay loe đi ạ. Có bác nào lấy váy này áo này nữa không? Nào để em qua mẫu nhá. Em lên con E10 đi, lên con E10 này. E10 hôm nay em chỉ còn có 3 màu nữa thôi. Bác nào chưa chốt được E10 chốt lỗ cho em nhá. E10 em có màu vàng bò, vé nó mặc xeo lốt 149 nhá. Chân váy dài 112.000. Bác nào lấy con này ghi em E10. Đây các chị ơi, ngồi xuống rất là xinh luôn cho em này. Đây E10 nhá, xinh kinh khủng luôn. Chất rất là dày và đẹp. Trên live stream các chị nhìn rõ độ dày của nó luôn. Màu em mà các chị ghi là màu vàng bò này. Thôi được thôi, để chị bán lốt đi ngủ đi. Em mời em có màu này các chị là màu vàng bò này. Em có màu này các chị là màu lâu. Em mời em có màu vàng bò. Em có màu này các chị ghi là màu lâu. Và em mời em có màu này các chị là màu đen. 199.000. Bầu bí oan trên thoải mái 40 đến tầm 65 cân là mặc vừa. Ai lấy em mời cho em là em mời. Trên live stream các chị nhìn rõ độ dày của nó. 199.000. Bầu bí oan trên thoải mái 40 đến tầm 65 cân mặc nó ok luôn này. Con này thì chắc rất là dày và đẹp. Em bán con này thì phải số lượng đầu nghìn rồi, chứ không phải đầu trăm nữa. Cứ bán lại hết. Đúng rồi, áo khuy em hết ạ. Ai lấy các chị ghi là váy E10 nhá, 199.000. Các chị muốn xem mẫu gì căn mình lớp em tắt like đây. Còn nhiều người xem quá nhỉ. Hết hàng ạ. E10 nhá, 199.000, lâu vàng bò và đen. Bầu bí bon chen thoải mái, 40 đến 65 cân là mặc vừa.
Cái váy này này các chị ơi, cái váy này này. Cái váy này em về thử mỗi màu một chiếc thôi để em xem form nhá. Chất thì ok, form cũng ok nhưng mà nó không co giãn nhiều nhá. Cái này thì mặc lên cũng xinh này nhưng mà nó không co giãn đâu. Cái này chỉ tầm 55 cân đổ về thôi. Em thanh lý luôn các chị, giá nhập luôn này. 130.000 luôn. Mẫu này các chị ghi hộ em là váy váy tăm suông. Các chị ghi là váy tăm suông nhá. Thanh lý nốt các chị là 130.000. Rồi nhé chị ơi, gọi điện chốt đơn là đi đơn rồi. Váy váy tăm suông. Váy tăm suông em có màu này các chị ghi là màu be tối này. Em xin lỗi, màu be tối, đúng rồi, màu be tối. Mỗi màu có đúng một chiếc thôi. Em về thử xem form thôi. Nói chung là dáng đẹp, ai mặc dáng đẹp thì ok, nhưng mà mỗi tội là chất nó không được co giãn nhiều. Nó không được co giãn nhiều mà nhà em cứ phải trên 60 cân cơ em mới bán được. Em về thử một chiếc để em xem form thôi nhá. Em xả luôn 130, mỗi màu có đúng một chiếc. Màu này các chị ghi là body tăm suông. Body tăm suông em có màu này các chị là màu be tối này. Em có màu này các chị ghi em là màu đen này. Em có màu này các chị ghi em là màu lâu này. Màu này các chị là màu lâu. Và em xin lỗi, không phải, màu này mới là màu lâu này. Từ từ em đọc lại bảng màu nhá. Be tối này, đen này. Màu này gọi là màu gì? Màu đất à? Màu này các chị gọi là màu đất đi. Màu đất này. Và màu này là màu lâu đúng không các chị? Em không biết phân mặt biển màu đâu. 54 cân 1m6 mặc được chị ơi. Hình như màu này mới gọi là màu đất đúng không? Thôi màu này cứ gọi là màu đất nhá. Màu đất này. Và màu này có chỉ là màu lâu. 130.000. Yên tâm mặc đẹp. Nhưng mà nó không co giãn. Mà bây giờ em đang bầu bí nên em ngại em không mặc mấy cái, bán cái thể loại này thôi. Còn như mọi năm những cái kiểu này em bán rất là nhiều. Những cái áo giữ nhiệt này này. Đấy, những cái áo giữ nhiệt hộp đặt. Tất cả là cái chất liệu này này. Nhưng mà năm nay em không có chạy vì chất nó không co giãn. Bắt đầu lấy M10 đúng không ạ? Bắt đầu lấy vé mà các chị là M10 kèm màu kèm số điện thoại nhá. 199.000 đồng. Áo phao ghi lê 245.000 ạ. Vé mà các chị ghi là M10. Đây các chị ngắm ký dáng ạ, hộ em này, em đứng xa ra các chị ngắm ký dáng nhá. Bầu bí bon chen thoải mái, 50 60 cân mặc vẫn ok, không thích mặc rộng em mặc các chị thắt đai vào. Con này rất là đẹp, các chị thắt thêm đeo thêm cho em một cái túi. Túi này là các chị ghi là túi hộp, em còn duy nhất màu đen, em sell lốt tại livestream với giá là 199. Em sell lốt là 199 nhá, lâu tây á, màu em đang mặc là màu bò này. Em nhắc lại bảng màu này. Lấy cho em cái váy em mặc đi, bảng màu đi. 50 cân vừa chị ạ. Đây đeo thêm túi sách sang và xinh lắm. Cái này các chị không nên bỏ qua nhá, bởi vì em bán quá nhiều rồi. Đây. Em 10 nhá, em có màu này các chị là màu bò này. Em đang mặc trên người là màu bò. Màu này các chị ghi em là màu lâu. Và em có màu này các chị màu đen. Bình thường nó sẽ có 5 màu, bây giờ chỉ còn có 3 màu nữa thôi. Em bán nốt nhá. Tiếp này. Váy này các chị ghi hộ em là váy E30. Con này em bán rất là đắt hàng, 230.000. Con này bầu bí cũng bon chen được. Dáng của nó kiểu là suông suông nhá. Dáng của nó kiểu suông suông, tay của nó kiểu tay chun. Đây các chị ơi, cái váy này nhìn của em thớ vải này. Bán quá nhiều rồi. Mặc váy này cho em xong kết hợp với cardigan hoặc là áo phao cho em rất là đẹp. Bây giờ cuối livestream thì em cũng mệt rồi, em không mặc mấy cái kiểu cardigan rồi áo phao các chị, chứng những con này mix đầu livestream rất là đẹp.
Còn mã này các chị là E30 nhá, 230.000 đồng. Bầu bí on trend được. 40 đến tầm 65 cân là mặc vẫn ok cho em này. Đây. Xuông xuông nhá. Bác là bụng to nó co giãn này. Cái chất này nó mềm nó co giãn. Ơi, chân len này các chị ơi, bẻ cái tay này lên cho em. Xuông xuông rất là dễ mặc. Mã này các chị là E30. E30 em có 3 tông màu. Màu em nó mặc các chị ghi hộ em là màu be này. E30 em có màu be này. E30 em có màu be. E30 em có màu này các chị ghi là màu lâu. E30 em có màu lâu và E30 em có màu này các chị là màu đen. 230.000 đồng. Bầu bí bon chen thoải mái, 40 đến tầm 75 cân mặc vẫn vừa. Chất len rất là co giãn, trên livestream các chị nhìn rõ độ dày của cái váy này luôn. Được chưa? Váy này cũng rất là xinh và sang luôn. Các chị to béo gầy thấp đều ok hết. Nó đơn giản dễ mặc, nó kiểu là xuông xuông, nó không bị kén da. Nó không bị kén da. E30 kèm màu kèm số điện thoại nhá. E30 40 đến tầm 75 cân mặc vẫn ok. Dáng xuông xuông, bây giờ em bụng bầu nên là mặc kiểu là nó bị ôm ấy. Đấy, còn bình thường các chị mặc vào xuông xuông nó sẽ kiểu là nó xuông này này, chứ nó không bị lộ bụng đâu nhá. Bác nào lấy cho lô cho em áo mã lông thỏ trắng là cái gì, là mã nào em không hiểu, chị hỏi mã nào luôn ấy. Đấy, có hoặc là các chị mặc này xong các chị kết hợp với cardigan cho em này. Hay nhà em không còn một mã cardigan nào để mà livestream với chị cô. À đây, áo này vẫn còn màu trắng này. Cái áo này này, áo này vừa lấy siêu hot đầu lai, siêu hot nhà em này. Mã này thì mai còn thì em phối nhá. Đúng rồi, váy nó mặc là E30. Mai còn hàng các chị lấy của em nhá. Mã này là 280.000 đồng. Mã của nó là L65. Đây em sẽ phối các chị. Ví dụ như là đầu livestream bác nào mua cái này, đầu livestream bác nào mua cái váy này này thì các chị kết hợp thêm cho em cái áo này, em cảm ơn chị Hóa nhá. Đấy, các chị mặc cái áo này cho em này, xinh và sang lắm luôn này. Đấy, mặc với váy này, công sở, cái set đồ công sở các chị fit mix thế này cho em luôn này, đẹp chưa? Đấy, khi mà em để này thì lắm khi là các chị không nhận ra đâu, đúng không? Khi mà em mặc không cái váy này thì đấy, nhưng mà em khoác cái áo nhẹ này bên ngoài các chị không nhận ra đâu. Đấy, nhìn đằng sau này, ok chưa? Mẫu này các chị ghi là L65 màu đen đi nhá. Mẫu này em có 2 tông màu nhá. Em có màu be và em có màu đen. Đây các chị kết hợp thêm cho em một cái túi 199.000 nhà em nữa. Kết hợp thêm cho em một cái túi luôn. Đây màu đen cũng rất là xinh và sang luôn. Vừa lấy mọi người chốt quá trời quá đất luôn. Em còn không dám livestream cơ. Nhưng mà bây giờ mặc cái váy này lên thì phải mặc với cái gì thì để các chị biết là cái set đồ đấy nó phối với nhau thì các chị mới mua. Chứ mua một cái lắm khi là các chị tiếc tiền ship. Thật sự là cái áo này vừa lấy mọi người chốt nhà em quá nhiều, em không dám like cơ, tại vì sợ là mai thiếu hàng không có đơn trả các chị đấy ạ. Nhá, bác nào lấy mẫu này các chị là L65. Đây các chị mặc cho em cả một cái set đồ này sang cho. Bác nào bầu bí cứ chơi cho em cái set đồ này sang kinh khủng khiếp luôn nhá. Ai lấy bên ngoài là L65 280, còn váy bên trong là 230.000. Đấy, một cái váy len bình thường đã là 230 rồi, đúng không các chị? Một cái áo này mà bán cho các chị 280 phải nói là một từ quá rẻ luôn. Phân len lông này, pha kim tuyến nhũ luôn cho em. Túi này, đấy, nhìn ngang các chị mới nhận ra đúng không? Nhìn thẳng em cài cái cúc vào là ok đúng không? Em qua mẫu nhá. Bác nào lấy E30 nữa không nào? E30 kèm màu kèm số điện thoại. Lông thỏ treo ở trên gần màu đen. Đấy. Lắm khi là bán cả set cơ thì các chị mới mua, chứ lắm khi là một cái váy là các chị tiếc tiền ship các chị không mua. Mã này là L60, mã này thì em còn nhiều, còn sẵn này, đợi em một tí em lên cho. Ôi váy này lâu lắm rồi em quên không lên. Váy này em vẫn còn đủ phun màu các chị nhá. Váy này em vẫn còn đủ phun màu, mã của nó là E40 đúng không? Mã này là E40, em chốt tại livestream với giá là 219, mã này em bán đắt hàng lắm luôn. Túi có đen không á, em hết hàng rồi, chỉ còn có sót một chiếc màu xanh và một chiếc màu hồng thôi. Bình thường nó có màu đen nhưng mà hết hàng rồi các chị ạ. Mã này là E40 này, cái con này cũng to rộng. Ví dụ bác nào mà 50, 60, 70 cân. Bác nào mà 50, 60, 70 cân ấy, thì các bác mặc cho em mấy cái này.
bác mặc cho em cái váy này cho em này, nó to, nó dài, nó rộng, các chị mặc nó không bị ôm vào người, nó không bị bó vào như cái váy kia. Váy kia các chị nhìn em mặc nó sẽ bị lộ bụng, nhưng mà riêng cái áo váy này này thì các chị mặc suông suông này cho em này, nó không bị lộ bụng. Ấy nên là cao 1m6, 1m7, các chị cũng auto qua đầu gối. Nói chung là dành cho bác nào cao to, bác nào mà dưới 50 cân thì đừng mua. Bác nào mà dưới 50 cân lùn lùn thấp thấp thì đừng mua. Trên 50 cân thì mua thì rất là vừa, để nó không bị ôm và các chị mặc nó sẽ vừa vừa này, rất là đẹp tay, kiểu tay cánh rơi. Mã này các chị ghi là E40 nhé. Em có màu em mặc, các chị gọi cho em là màu màu xanh này. E40 em có full màu các chị rồi. Này, đợi em một tí. Đây các chị mặc váy này, bây giờ em sẽ kết hợp với cái áo lông siêu phẩm này nhà em, 240.000 đồng thôi. Mã này là L60 nhá. Nhưng cái dòng áo lông này nhà em bán auto, auto đắt hàng các chị ơi. Trừ trường hợp là không có hàng bán thôi, cứ về mã nào là hết mẫu đấy thôi các chị ạ. Mẫu này các chị nhìn em này, đưa đằng sau để đưa bằng màu đó. Em có màu em mà các chị ghi là màu xanh. Màu này các chị gọi cho em là màu be. Màu be trên livestream các chị nhìn rõ độ dày của cái ô em cái váy này. Dày và đẹp chưa? Trên livestream các chị nhìn rõ độ dày và đẹp của cái váy luôn này. Em có màu xanh, em có màu này các chị màu be. Em có màu này các chị gọi cho em là màu vàng này. Màu này các chị ghi hộ em là màu đen. Và màu này các chị gọi cho em là màu lâu. Be vàng, xanh này, xanh này, be này, vàng, đen và màu lâu. Em chốt tại livestream với giá là 219.000 thôi. Không thích rộng thì các chị cắt tay như thế này này. Không thích rộng các chị cắt tay này là auto đẹp này. Áo len gấu chị úp lên tay còn không? Không nhớ, em không nhớ là em úp cái gì đâu, nhiều mã lắm. Đây các chị gái này, thắt đai vào cho em này, xinh chưa? Đấy, mặc này cho em xong là mix với cái áo len kia nha, em chuẩn bị mix cái áo len. Đấy, chân váy đây, chân váy này các chị là chân váy mẫu này các chị là chân váy tàu, em có 3 size SML, 40-55 cân mặc vừa, bên trong của nó có quần bên trong. Nha, em có màu này các chị là màu lâu, em có màu này các chị là màu ghi và màu đen. Đấy, chân váy em dơ rồi nhá, còn em không mặc nữa đâu. Bác nào lấy cho thôi, ai lấy chân váy tàu cho em là chân váy tàu 3 size SML, 40-55 cân, 140.000 đồng nhá. Đây, các chị này, mặc váy này các chị vẫn nói chung là cao to, các bác cao to thì khuyên chân thành cứ 60-70 cân thì các chị chơi cho em váy này. Nó suông, nó rộng, nó không bị như này này. Đây, các chị mặc vào nó không kiểu là bị bé, nó không kiểu là bị ấy trong váy ạ. Em sẽ mix với cái áo này cho chị này. Áo này các chị là L60, 240.000 đồng. Like đi, like lại, like tái, like hổ, like con này quá trời quá đất rồi. Ít nhất phải 200 con áo này rồi. L60 nhá. Con này không đẹp thì không có một con nào đẹp nữa rồi. Các chị để vắt vai này cho em thôi. Để em mặc vắt vai cho nó nhanh nhá. Rất là sang, đã gọi là lông rồi thì chỉ có auto sang và chánh thôi. 240.000 bản thân em cũng giữ lại một cái áo này trong tủ đồ. Pha kim tuyến nhũ, chất len lông, túi nhá, nhũ vàng, auto sang chánh. Đây các chị mặc này cho em này, sang chưa? Xong là đi thêm cho em một cái đôi giày. Đây em đi các chị thêm một cái đôi giày. Tất đang đeo em đang đi trên người, tất nhá. Tất lấy chốt tại livestream với giá là 65.000. Rất là thật chân đúng không? Đấy, phục vụ các chị từ đầu đến chân luôn, bình thường có cả bốt nữa. Nhưng mà hôm nay thì hết bốt thì nên em không like bốt thôi. Hôm nay thì không bán bốt nữa rồi. Còn bình thường like cả bốt nữa là các chị phục vụ các chị từ đầu đến chân luôn. Đầu nữa, đầu đây. Mẫu này các chị là mấn này. Mấn này em còn có 3-4 chiếc nữa thôi này. Đây đeo thêm một cái mấn này nữa là ok này. Sang chưa các chị đẹp ơi? Cái màu xanh này hình như là đây là lần đầu tiên em mặc livestream trên livestream màu xanh đấy. Áo này mà các chị tầm trên 55 cân thì các chị chỉ khoác bên ngoài, không cài cúc đo. Thường những cái dòng này thì cũng chủ yếu là khoác bên ngoài thôi, không có cài cúc đo ạ. Nhá, L60, be và đen. Hoặc là nếu như các chị không thích điệu đà như em đang mặc này, đây cài vào cho em ok đúng không? À, khoác vào này, ok. Không thích điệu đà, không thích phối với áo lông thì các chị phối với cardigan. Không thích áo lông thì các chị phối với cardigan cho em này. Mà không thích phối với cardigan nữa thì các chị phối với áo phao cho em. Không thích phối với cardigan các chị phối với áo phao cho em nhé. Phao này là 245.000. Mã của nó là P1. P1 nhá. Mấn là 49.000 thôi ạ. Thật sự em chỉ bán kèm thôi. Lấy các chị 5-10.000 thôi các chị ơi. Giày em hết hàng rồi không bán nữa đâu. Để
quá, cái váy màu xanh này công nhận đẹp thật. Yêu em thề cái màu xanh này nó hợp với màu be quá. Các chị ơi, màu xanh này đẹp quá. Màu xanh này nó hợp với màu be, nhìn tây kinh khủng luôn ấy. Nhờ, sang thật. Hả? Bốt hết sạch rồi đấy. Xinh quá, không muốn cao qua mẫu luôn. Ở trong tủ đồ em cũng cất lại một cái áo này em mặc đây này. Tết bây giờ các chị không mua thì đừng hy vọng Tết. Tết năm nay có hàng đẹp mà. Dịch như này không có chỗ nào bán đâu. Linh Hiệp đóng cửa rồi. Tất cả các shop đều nhập ở Linh Hiệp hết, đúng không? Bây giờ Linh Hiệp đóng cửa rồi, shop làm shop quần áo làm gì còn. Nên là Tết không có hàng đẹp mà mặc nữa đâu. Mà bây giờ tình hình dịch rất là căng, là người ta không có gọi hàng về nữa đâu. Toàn bộ những cái mẫu này toàn là những cái hàng Ninh Hiệp người ta nhờ em xả đấy, thì mới bán được rẻ cho các chị như thế. Bình thường em không bán được giá này đâu. Bình thường áo lông này nhà em sẽ bán tầm 280, chứ không có giá 240.000 đâu. Áo 2 dây nó mặc trong người là 49.000. Các chị ghi đâu là 2 dây, 2 dây đệm mút 49k, 2 dây đệm mút 49k nhá. Mẫu này các chị ghi đây. Nếu các chị không thích mặc váy em mặc với cái kiểu điệu đà như thế, các chị có thể phối với cái phao này. Mã của nó là P1, 245.000. Đây, vẫn rất là xinh nhá. Chứ không phải là cứ cái áo này, cứ cái váy này các chị phải phối với cái hàng điệu cho em. Các chị phối với phao cho em rất là đẹp, được chưa? Các chị phối với phao cho em rất là đẹp. Em mặc qua qua rồi nhá. Mẫu này các chị là P1, em có màu be, em có màu đen và em có màu lâu. Be đen lâu. Tiếp lại áo này em còn duy nhất màu hồng. Em xả cardigan đấy nhá. Em xả cardigan này. Áo này còn duy nhất màu hồng, em sale lốt tại livestream các chị luôn này. Mã này các chị ghi em là K60 à. Mẫu này các chị là K60, còn duy nhất màu hồng. Sale lốt tại livestream 190.000 đồng. Còn có vài chiếc, 3-4 chiếc màu hồng, các chị ủng hộ em nốt cho nó gọn mẫu. Con gấu này, gấu in cả đằng trước, đằng sau luôn này. Nhìn từ đằng sau rất là yêu luôn cho em. Mặc với những cái váy này, thời tiết này các chị nhận diện cái set này có vẻ ấm không? Form dài nhá. Form dài lên là 1m6, 1m65 vẫn auto qua mông. Dài cho em này. Đấy, mã này các chị ghi của em là K60. Mã này là K60, sale lốt tại livestream 190. Các chị ghi luôn hộ em giá xả nhá. Mã là em báo giá xả, các chị ghi luôn em giá xả nhá. K60 nhá, 190. Mẫu này các chị ghi là cardigan rẻ này. Cardigan rẻ em có màu lâu và em có màu đỏ thôi. Sale lốt tại livestream này 160.000 đồng. Ghi luôn của em giá xả nhá. Cardigan rẻ sale lốt 160.000 đồng, lốt cho nó gọn mẫu. Em có màu này các chị là màu lâu và em có màu đen, à màu đỏ. Trên livestream các chị nhìn rõ độ dày và từng cái thớ vải của nó này, rất là dày và đẹp luôn. Em sale lốt cho nó gọn mẫu thôi. Mẫu này các chị ghi là cardigan rẻ nhá. Em sẽ mặc cái này và mix với cái váy khác cho chị nhá. Còn váy nó mà các chị ghi là E bao nhiêu nhỉ? E40. Em nhắc lại bảng màu váy E40 một lần nữa cho em qua mẫu này. E40 em có 4 màu. E40 em có 4 màu. Màu em mà các chị ghi là màu xanh. E40 em có màu lâu. Em có màu này các chị là màu đen. Màu này các chị ghi là màu vàng. Và E40 em có màu này các chị là màu be. 219.000 đồng nhá. Siêu hot nhà em ạ. Váy này mã của nó là bao nhiêu nhỉ? V5 các chị ơi, váy này em bán rất là đắt hàng. Em chỉ mặc một màu thôi. Em chỉ mặc duy nhất một màu để các chị xem form thôi. Còn các chị thích màu nào các chị chốt em màu đấy nhá. Còn bộ 168 màu đen kéo khóa không á? Không biết mã nào luôn. Nói chung là không biết mã nào luôn ấy. Chị tả thế là chịu luôn. Chị phải cho em mã cô, tại vì nhà em nhiều mã lắm. Mã này các chị ghi là V mấy nhỉ? V5 các chị ơi.
Bầu bí on trend thoải mái, 70-80 cân vẫn vừa nhá. Váy này thì hot lắm, 240.000 rẻ hơn cả giá sỉ luôn. V7 em còn nhá chị nhá, 240.000 rẻ hơn cả giá sỉ. V5 hôm nay em chỉ còn 4 màu thôi. Em xin lỗi, còn 3. Còn 4 màu. Mã này là V5. V5 em có màu này các chị ghi là màu vàng. V5 em có màu xanh. V5 em có màu này các chị là màu lâu. Và V5 em có màu này các chị màu be, 240.000 đồng. Siêu hot ạ. Cái này bởi vì là rất là nhiều hot girl chụp nên là nó rất là hot ạ. 240.000 đồng nhá. Ai lấy V5 chốt đây là V5. V7 em còn 3 màu. Có mới về thêm màu vàng quên cho treo đấy. V7 đây, con này nhà em cũng bán rất là đắt hàng. V7 em có màu be à. Em có màu này các chị là màu lâu. Và V7 em có màu đen, 219. Em lên con V7 này nhá. Lâu lắm rồi không lên mấy cái váy này rồi. Con này rất là đắt hàng, em lên cố lốp 1-2 mã rồi em tắt like nhá. Muộn quá rồi. Còn bác nào lấy váy này nữa không nào, em qua mẫu này. Váy này bác nào mà 50, 60, 70 cân, 80 cân ấy thì mặc váy này cho em cũng ok. Để form nó rất là to và rộng, nó không bị ôm vào. Em treo mẫu lên hộ em cái. Em đang treo mà. Treo gấp cái này lên trên móc này. Không phải treo để đấy. Cầm không phải treo. Để lên trên này. Cái hương của nó để đây. Để lên để bảo vừa. Giới thiệu để làm như thế. Không hạ xuống treo lên làm sao bán được. Má này các chị ghi là váy V7 nhá. Bầu bí on trend thoải mái này. Bầu bí on trend thoải mái, 219.000 đồng. Cổ lo cổ 3 phân. Cổ 3 phân. Nhìn của em dòng tăm to, 2 dây 49.000 đồng. Dòng của em là dòng tăm to các chị ơi. Tăm 1m60, 1m70 không lo bị cộc nhá. Dài rộng nữa chưa? Dài rộng nhá, 1m65 vẫn auto qua đầu gối luôn cho em. Không thích rộng thì thắt đai cho em này. Đơn giản dễ mặc, càng đơn giản càng dễ mặc. Cổ 3 phân. Mặc này xong là mix với cái cardigan này bên ngoài cho em. Đấy, cardigan này em xả lốt tại livestream các chị là 160. Ghi là cardigan rẻ, thanh lý nốt 160.000 đồng. Cái cổ vàng kia là 240.000 nhá chị nhá. Mã này các chị ghi là cardigan rẻ, thanh lý nốt 160.000. Cao 1m50 là 43 cân nhá. À, em xin lỗi, cao 1m50 và giờ tầm 47-48 cân rồi. Đây, cái váy thần thoại nhé em. Bán rất là đắt hàng. Mã bên trong là V7, còn vừa lấy mặc là V5 các nhá. Đừng ghi là váy lâu các chị ơi, ghi là V7 của em nhá. Áo len LC kia là áo len gì? Em không hiểu đâu ạ. Nhà ai lấy mẫu này các chị là cardigan rẻ, lâu và đẹp, lâu và đỏ, sale lốt cho nó gọn mẫu, 160.000 đồng, đỏ sắp lô em mặc màu đỏ rất là đẹp. Váy nó mặc là có 3 màu nhá. Em nhắc lại này, váy nó mặc là có 3 màu, lâu này, be này và màu này các chị là màu đen. V7 219.000 đồng. Đây ví dụ màu be các chị mix với màu đỏ cho em này. Màu be các chị mix với màu đỏ cho em này. Đẹp chưa? Đây một cái set đồ này. Cao 1m50 và nặng 47 cân nhá chị nhá. Mẫu này các chị ghi lên là L60.
Mã này là L60 240.000 đồng. Còn mã này là L65 280.000 đồng ạ. Siêu hot. Con này đẹp lắm này. Mai không biết có hàng trả các chị không? Bởi vì mọi người chốt quá nhiều, không biết có gọi được hàng về thêm không? Đây, mã này các chị ghi là L65. Cái màu đen này nó không hợp với màu lâu, nhưng mà em mặc màu be và nó sẽ khác hoàn toàn. Em mặc màu be và nó sẽ khác hoàn toàn các chị nhá. V7 với cổ xoắn cái nào dài hơn á? Bằng nhau nhá chị nhá, bằng nhau. Con V7 dài hơn một tí thôi, dài hơn một phân thôi. Nó bằng với form em đang mặc này, nó bằng với cái váy form em đang mặc. Váy này các chị là váy 3 phân 190.000 đồng. Váy 3 phân 190 ạ, hot ơi là hot luôn. Mặc lớp váy này rồi em tắt live stream nhá. Lớp váy này thôi. Bác nào lấy váy này các chị ghi là V7. Nhắc lại một lần nữa nha, em qua mẫu này. Cardigan vừa mặc xả 160.000 chưa? Mã của nó cardigan rẻ nhá. Em chỉ còn có hai màu em sao lốt. Này, váy 3 phân đẹp chưa? Quá đỉnh luôn. Con này xỉ xỉ đang là 210.000. Các chị nhá, con này là xỉ là 210.000. Nên em không có dám nhập đâu, bởi vì những cái dòng 3 phân này mà nhập 210.000 bán ra 230.000 thì khó bán lắm. Nên em không có nhập nhá, thế là bên đầu buôn người ta nhờ em thanh lý. Thì bây giờ em bán cho các chị có 190, còn em có đăng, em có cho các chị xem, cho các chị xem ảnh mà ảnh xỉ rồi đấy, ảnh giá xỉ rồi đấy, nên các chị yên tâm mà mua, không có thể là mua được ở đâu rẻ hơn nữa. 190.000 váy len 3 phân nhá. Em lên bảng màu này, màu em mà các chị ghi là màu rêu, form suông rộng. Các chị nhìn này, em đang bụng bầu thì em mặc nó kiểu hơi ôm ôm, còn bình thường các chị mặc nó thành dáng suông. Đây không phải dáng body đâu. Chị chip ngôi lên lại số cho em nhá. Đây không phải dáng body đâu, suông suông này các chị gái này, co giãn thoải mái, tâm của nó tâm to và chất rất là co giãn. Nhìn em form to rộng này, xẻ hai bên của nó có xẻ này. Thấy chưa? Ghi là váy ta à, váy 3 phân, em có màu rêu, em có màu này các chị, màu lâu này. Em có màu lâu này, màu này các chị ghi hộ em là màu màu này các chị là màu bò và màu này các chị là màu đen. 190.000 nhá. Giờ em tắt like đây. Còn cái gì nữa không nhỉ? Hết rồi. Giờ em tắt like nhá. Chị gái nào có đơn thì để nghe điện thoại nhân viên bên gọi được chốt đơn nhá. Các chị thấy cuộc gọi nhớ thì gọi lại giúp em với. Và chị gái nào mới vào sau thì các chị có thể tua lại cái live stream này và comment tại live stream này nhá. Bên em vẫn đi đơn bình thường nhá. Các chị vào sau các chị có thể xem lại live stream. Xem lại live stream bởi vì là hầu như là tất cả các mã thì em đều like. Tất cả các mã thì em đều like hết rồi. Thì các chị có thể xem lại live stream thì lúc đấy em mặc cho các chị từ đầu đến cuối và em phối đồ đấy. Còn bây giờ thì em tắt like nha. Chúc các chị gái ngủ ngon nha.